Một bên khác, Phong Thiên Đồ đã thoát ra khỏi lôi trì của Hàn Lập, giờ này cuối cùng hắn cũng hiểu được thực lực của đối thủ phía trước không đơn giản, nên dừng truy kích, hai bên rơi vào thế rằng co. Hai người cũng bị động tính bên kia gây chú ý, không hẹn mà làm, đều liếc mắt sang nhìn. Kết quả một việc khiến mọi người không thể hiểu nổi xảy ra. Trong tay hai tên khôi lỗi vẫn còn nguyên hai viên thái ất đan, không bị lão ẩu lấy đi. Mà lão ẩu kia lại đi đến trên bệ đá, lật tay lấy ra một viên đan dược màu đen, Phía trên tản ra từng tia, từng tia pháp tắc ba động. Đây là Hư Nguyên Đan, con ngươi Hàn Lập co rụt lại, hắn mới nhìn liền biết viên đan dược này do chính tay mình luyện chế ra, chính xác là Hư Nguyên Đan. Ánh mắt hắn nhìn lão ẩu đầy phức tạp, ngươi muốn làm gì? Phong Thiên Đô cũng biến sắc, quát lớn. Lão ẩu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đám người một chút, miệng cười một cách cổ quái, rồi ôm lấy đầu của Hoạt Thi, vuốt lên gò má anh tuấn của y, cho viên Hư Nguyên Đan vào miệng lộc cộc đan dược rơi vào cổ họng của hoạt thi lăn kêu lộc cộc chui xuống bụng gã lão ẩu tóc bạc đứng trang nghiêm một bên hai mắt nhìn không rời vào bộ hoạt thi ánh mắt đầy vẻ mong đợi đám còn lại người thì nghi ngờ người thì kinh ngạc không biết làm gì cho phải chương 498, đoạt đan một hơi hai hơi thở ba hơi thở thời gian từ từ trôi qua toàn bộ mọi người đều yên tĩnh trở lại ánh mắt cũng đều dồn về cỗ hoạt thi vừa ăn xong viên đan dược màu đen Tựa hồ cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh sau đó. Kết quả, cho đến bảy hơi thở sau, Cố Hoa Thi vẫn ngửa đầu ngồi tựa trên ghế, không mảy may động tĩnh chút nào. Tại sao lại vậy? Tại sao lại không được? Tại sao? Thần thái trong mắt bà lão tóc bạc ảm đạm từng chút một, khó tin lẩm bẩm nói. Mọi người thấy thế, liền nhau nhau thở dài một hơi nhẹ nhõm, cho rằng chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Phong Thiên Đô quay lại tập trung tới Hàn Lập, ánh mắt Hàn Lập cũng thu trở về giao phong giữa hai bên lại lần nữa diễn ra hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, đột nhiên một đạo quang mang màu xám cho từ trên thân hòa thi phát ra, trong nháy mắt khuếch trương ra giống như linh vực vậy. Những nơi nó đi qua, tiếng sấm nổ mãnh liệt, rung động ù ù như cuồng phong. Bà lão tóc bạc đứng gần nhất, ngay vị trí đầu sóng ngọn gió nên bị vòi rồng cuốn một cái, ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, đụng thẳng lên người một cỗ khôi lỗi màu xám trắng, rung chuyển ầm ầm. Lò đan ngọc bích cũng bị cố khí này trùng kích tới, run lên bần bật, quanh thân lưu chuyển một đạo quang mang xanh biếc, một lúc sau mới ổn định lại. Hai cỗ khôi lỗi màu vàng và những khôi lỗi xám trắng cũng bị cỗ cự lực này trùng kích lên làm lảo đảo ngã, ngay cả phía ngoài cùng của cấm chế biển lửa cũng nổ ầm ầm, khuếch tán ra ngoài một vòng. Đám người bạch diện thư sinh vội vàng lùi lại phía sau, lách mình tránh né. Chỉ có hô ngôn đạo nhân là ngược lại, tinh mang trong mắt lóe lên, lật tay lấy ra một ngọn đèn cũ kỹ, bên trên lóe lên ngọn lửa màu vàng, thân hình lóe lên, chui vào trong biển lửa mới vừa bị nổ tung, trong nháy mắt thân hình lão đã biến mất vào trong đó. Hồ ngôn, tựa hồ vân nghề cũng không biết trước chuyện này, thanh âm kinh sợ vang lên. Trong lòng hàn lập cũng khẽ động một cái, ánh sáng màu lam trong hai mắt lóe lên, nhìn vào bên trong, nhưng thấy trong đó tràn ngập hôi khí, vậy mà không nhìn thấy rõ cái gì. Sau một lát, những nơi tràn ngập xương mù màu xám kia cũng từ từ tiên tán, từ trong đó lóe lên một đạo nhân ảnh, phóng nhanh ra ngoài, rơi về phía Vân Nghê, đúng là hô ngôn đạo nhân. Chỉ thấy quần áo lão rách dưới, tròm dâu đã bị đốt sạch, toàn thân cháy đen, lộ ra vẻ chật vật. Lấy được, bất quá, cỗ khôi lối màu vàng kia quá lợi hại, hai người bọn chúng liên thủ lại ta cũng khó mà thoát thân, không dám cướp thêm một viên khác. Sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt lão, truyền âm nói với Vân Nghê. Lần sau không cho phép người mạo hiểm như vậy nữa. Gánh nặng trong lòng Vân Nghê được chút xuống, hung hăng chừng mắt nói với lão một tiếng. Sau khi bụi mù tan hết, lần nữa nhìn rõ cỗ hoạt thi đang ngồi trên ghế tựa màu vàng kia. Nó vẫn bảo trì tư thái ban đầu, không chút sứt mẻ, xem như chưa thay đổi chút nào, nhưng khí thức từ trên thân truyền ra đã khác hoàn toàn so với lúc trước. Kim ảnh lóe lên, hai cỗ khôi lỗi màu vàng xuất hiện ở bên cạnh cái ghế. Trong tay một cỗ khôi lỗi đang cầm một viên đan dược màu bạc, đúng là thái ất đan, đưa vào miệng hoạt thi. Một cỗ khôi lỗi màu vàng khác thì bị cháy đen nửa người, một cánh tay đã không thấy đâu, đứng ngây ngốc tại chỗ. Sau khi hoạt thi ăn vào viên thái ất đan thứ hai, trên thân hiện một tầng hào quang, khí tức tản mát ra lại tăng thêm một chút. Lúc này, hai cỗ khôi lỗi màu vàng và mấy cỗ khôi lỗi xám trắng lúc trước vây hoạt thi vào chính giữa. Hàn lập thấy cảnh này, đuôi lông mày trao lên, ánh mắt hắn lập tức hơi liếc nhìn qua chỗ đám người hô ngôn đạo nhân, thần tình khẽ giật mình lần nữa. Chỉ thấy hô ngôn đạo nhân lật tay đưa bao vải vẫn cóng trên lưng xuống, xốc lên một góc, nhanh chóng cầm thái ất đan bỏ vào trong mắt Hàn lập hiện lên một tia kinh ngạc trong đầu suy nghĩ nhanh một cái ánh sáng màu xanh trên thân đại phóng bỗng nhiên bắn ngược lại không hề muốn dây dưa cùng Phong Thiên Đô nữa tiểu tử chạy đâu Phong Thiên Đô biến sắc nổi giận gầm lên một tiếng đang muốn đuổi theo hắn dị biến tái sinh ầm ầm một cột sáng màu lam hiện ra ngay phía sau lão phóng thẳng lên trời khí thức khổng lồ từ trong cột sáng đó tản phát ra toàn bộ đại điện cũng đông đưa theo chính giữa cột sáng màu lam bất ngờ chính là lạc thanh hải lúc này áng sáng màu lam chói mắt phủ kín toàn thân gã từng đạo hào quang màu lam như gợn nước từ trong cơ thể tuôn ra trùng kích ra bốn phía chung quanh những xiềng xích đang trói buộc trên người gã cũng rung động rào rào rõ ràng đã nới lỏng ra không ít sắc mặt phong thiên đô trầm xuống bất chấp việc đuổi theo hàn lập quay người về phía lạc thanh hải phất tay đánh ra một cỗ hắc quang lóe lên chui vào xiềng xích quanh người lạc thanh hải thực lực những người ở đây cũng không thấp nhưng đối với lão thị uy hiếp lớn nhất vẫn là Lạc Thanh Hải, bất kể thế nào cũng không thể để gã thoát ra. Những xiềng xích đó lập tức sáng ngời, sau đó nhúc nhích co rút lại tựa như vật sống. Hừ, giờ phút này còn muốn giam cầm ta, đã muộn." Lạc Thanh Hải hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Cột sáng màu lam quanh người gã sáng lên lần nữa, giống như thực chất mặc cho những xiềng xích kia đang nhúc nhích co rút lại, nhưng cũng không chút sức mẻ. Lạc Thanh Hải lẩm bẩm niệm chú, bất ngờ nửa người dưới biến đổi lại hóa thành một đuôi rắn màu lam, cả người gã biến thành một quái nhân kỳ lạ, nửa người nửa rắn, khí tức tản mát ra cũng tăng lên nhiều. Thân hình Hàn Lập lóe lên, xuất hiện bên cạnh đám Hô môn đạo nhân. Lệ Đạo Hữu vừa rồi đã làm phiền người kiềm chế Phong Thiên Đô. Hô môn đạo nhân cảm kích gật đầu, hắn khoát tay áo, cười nhạt một tiếng với Hô môn đạo nhân, ánh mắt thoáng dừng một chút trên lưng Hô môn đạo nhân. Hiện tại cái túi màu vàng đó đã được Hô môn đạo nhân đeo lại lên lưng, bao bọc cực kỳ chặt chẽ căn bản không nhìn ra vật gì ở bên trong. Mặt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, nhưng cũng không hỏi thăm, quay đầu nhìn lại chỗ Lạc Thanh Hải. Nhìn thấy biến hóa của Lạc Thanh Hải, hắn lập tức cả kinh. Ngoài thân Lạc Thanh Hải hiện ra một tầng ánh sáng màu lam óng ánh, thân thể ra sức vặn vẹo, thình lình theo trùng trùng điệp điệp xiềng xích bên ngoài, nhanh chóng chui vào trong. Đồng tử Phong Thiên Đô co rụt lại, một tay phất lên. Bên cạnh lão lập lòe hắc quang, từng đám xiềng xích màu đen to cỡ miệng bát hiện ra, có chừng vài chục sợi đầu mỗi sợi xiềng xích bén nhọn vô cùng, tản ra từng luồng hào quang đen kịt, giống như một đám trường mâu màu đen, ở phía trên nhảy lên vô số phù văn màu đen, chấn động pháp tắc từ đó tản mát ra làm người ta sợ hãi. Đi, phong thiên đồ bấm niệm pháp quyết một cái, những xiềng xích màu đen phóng tới như cường cung ngạnh nỏ bắn ra, hóa thành đạo đạo bóng đen mơ hồ, đâm tới thân thể Lạc Thanh Hải. Lạc Thanh Hải thấy vậy, lật tay lấy ra một viên châu màu xanh đậm. Viên châu này tản mát ra một cỗ khí tức mịt mờ cường đại, bên trong phòng ấn một tiểu nhân màu lam, hình dáng nửa người nửa rắn. Đáng tiếc là ánh sáng màu lam do viên châu phát ra quá rực rỡ nên nhìn không được rõ lắm. Trong mắt là thanh hải hiện lên một tia không nỡ, nhưng vẫn nhanh chóng há miệng nuốt viên châu vào. Sau một khắc, ánh sáng màu lam trên thân gã bùng lên mãnh liệt, thân thể gã dần trở nên trong suốt, từng đạo lưu quang màu xanh đậm chấp động trong cơ thể gã. Đúng lúc này, những sợi xiềng xích màu đen kia bắn tới nhanh như thiểm điện, dễ dàng xuyên qua cột sáng màu lam, sau đó đâm chúng rồi xuyên thủng qua thân thể lạc thanh hải lập tức thân thể lạc thanh hải bị đâm thành tổ ong nhưng lại không có một vết máu phong thiên đô nhìn thấy cảnh này hơi ngẩn ra mặt lạc thanh hải lộ vẻ cười lạnh ánh sáng màu lam trên thân lóe lên đột nhiên nở bung ra hóa thành một vòng như gợn nước khuếch tán ra xung quanh cùng lúc đó thanh âm chú ngữ thê lương không biết truyền ra từ chỗ nào làm cho người ta có cảm giác là thứ ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa tồn tại từ lúc thế giới bắt đầu thành hình phong thiên đô nhìn thấy cảnh này sắc mặt hơi trầm xuống pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi hắc quang trên những sợi xiềng xích màu đen sáng ngời sau đó lại bắn ra lần nữa điên cuồng xuyên thẳng qua những gợn nước màu lam kia nhưng lại không có chút tác dụng nào tiếng chú ngữ truyền ra từ trong miệng lạc thanh hải càng lúc càng lớn giống như tiếng chấn động của đại hồng trung vậy nương theo âm thanh chú ngữ đó từng cột nước màu lam bắn ra từ bốn phía trong hư không dung nhập vào bên trong gợn nước màu lam trong nháy mắt một thủy đoàn màu lam phóng tới giống như một hồ nước nhỏ chiếm cứ gần nửa đại điện. Hào quang giữa hồ lóe lên, một đoàn ánh sáng màu lam hiện ra, là một bóng người to lớn. Bóng người này cao tầm hơn 10 trượng, nửa người trên là đại hán trung niên, mặc trường bào màu lam rộng thùng thình, lộ ra lồng ngực rộng lớn cùng cánh tay rắn chắc, trên cằm mọc ra một tròm râu vừa dài vừa xoăn, dài tới tận dưới ngực. Nửa người còn lại của đại hán lại là một thân rắn vừa thô vừa to, cuộn thành mấy vòng, tối thiểu cũng phải dài hơn trăm trượng khuôn mặt đại hán trung niên uy nghiêm vô cùng, dường như thái cổ thủy thần, tản mát ra một cỗ khí tức to lớn vô cùng, đẩy linh vực màu đen đang vây xung quanh ra ngoài, rõ ràng đã vượt qua cấp độ kim tiên. Hơi thở này đã đạt đến thái ất cảnh, đám người hàn lập ở xa xa nhìn thấy đại hán màu lam, lộ ra vẻ khiếp sợ. Phong thiên đôi nhìn hư ảnh cực lớn của đại hán màu lam phía trước, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Lúc này là thanh hải rõ ràng đứng ở bên trong hư ảnh cự hán màu lam đó, quanh thân lấp lành ánh sáng màu lam, bảo tướng trang nghiêm, lang nhiên bất khả xâm phạm. Gã đột nhiên khoát tay bấm niệm pháp quyết một cái, cự hán màu lam bỗng nhiên mở to mắt, trong đó nhảy lên từng tia chớp màu lam, làm cho người không thể nhìn thẳng, đột nhiên nhấc một cánh tay vừa thô vừa to lên. O, O, N, G. Trong tay gã xuất hiện một cây thủ trượng màu lam, phía trên thủ trượng phóng xuất ánh sáng màu lam vô cùng chói mắt, nhìn hình dáng không được rõ lắm, đập một cái về phía phong thiên đô. Một bóng trượng màu lam cực lớn hiện ra phóng tới, trên đó lượn lờ vô số đạo quang điện màu lam, tản mát ra một cổ uy năng đáng sợ giống như khai thiên tích địa. Giờ khắc này, dường như trong phiến thiên địa này chỉ có duy nhất cái bóng trượng này. Đám người hàn lập ở ngoài linh vực nhưng vẫn cảm ứng được, thần sắc biến đổi, thối lui xa hơn. ầm 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 bóng trượng cực lớn màu lam nhìn như chậm chạp, nhưng phong thiên đô là người trực tiếp chịu một kích này nên rõ ràng một kích này nhanh đến bực nào. Tựa như một tia chớp lớn màu lam đánh lên linh vực màu đen, căn bản không cho lão chút thời gian phản ứng linh vực màu đen của phong thiên đô chấn động kịch liệt, sau đó ẩm một tiếng vỡ vụn ra. Bang bang thanh âm liên tiếp, những xiềng xích màu đen bên trong linh vực cuối cùng cũng vỡ vụn ra, xiềng xích quanh người lão giả nam lê tộc, vị kim tiên tóc trắng của Trúc Long Đạo và Nam Kha Mộng cũng bị vỡ vụn từng khúc, cả ba người lại khôi phục tự do. Nhất thời ba người đại hỉ, thân hình không dừng lại mà lập tức mỗi người bay vụt ra. Bóng trượng lam sắc một kích phá vỡ linh vực, tựa hồ tiêu hao phần lớn uy năng, rút nhỏ gần nửa, nhưng vẫn đánh tới phong thiên đô như thế bài sơn đảo hải, tựa hồ thể phải xóa sổ lão khỏi thế gian vậy. chương 499, rằng co, hết thảy nói rất dài dòng, nhưng bất quá chỉ mấy hơi thở công phu. Phong thiên đô phóng thích linh vực bị chấn nát, không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, tựa hồ bị nội thương không nhẹ. Mắt thấy bóng trượng do cử hán màu lam đánh tới, sắc mặt lão đại biến, thân hình bắn ngược lui sau, đồng thời hai tay vội vàng vung lên. Hắc quang lóe lên, một cuốn hỏa quyển màu đen từ trên thân phong thiên đô bắn ra, sau đó mở ra, phía trên là hình ảnh một ngọn núi màu đen cô độc hiểm trở. Hỏa quyển nở rộ vạn đảo ánh sáng màu đen, ngọn núi màu đen trong hỏa quyển chấn động mạnh một cái, thình linh từ trong hỏa quyển bắn ra, nhanh chóng biến lớn lên trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi màu đen to cỡ trăm trượng, xung quanh lượn lờ khói đen, chắn trước người lão. Trung quanh ngọn núi quanh quẩn sương mù màu đen, nhiễm nhiên có vô số phù văn màu đen tung bay, tản mát ra một cỗ khí tức trầm trọng, hiển nhiên cũng là một kiện dị bảo. Ngọn núi màu đen vừa mới xuất hiện, bóng trượng lam sắc đã đánh tới ầm ầm, sau khi lam ảnh rơi xuống, khói đen mặt ngoài ngọn núi liền tán loạn ra. Ầm ầm một tiếng nổ mạnh động trời, trong nháy mắt bóng trượng đụng vào ngọn núi, lập tức lam mang hắc quang đan vào nhau, vô số quang đoàn hai màu lam đen chớp động, từng đoàn từng đoàn bạo liệt ra. Cả ngọn núi theo đó run rẩy kịch liệt, phía trên hiện ra từng vết rạn, sau đó bạo liệt ra ầm ầm, hóa thành vô số đá vụn bay ra chung quanh lại bị một kích tan vỡ, hỏa quyền màu đen cũng xoẹt một tiếng, bể thành hai nửa. Nhưng tựa hồ bóng trượng lam sắc kia đến tận đây cũng đã tiêu hao hết huy năng, lập lè vài cái rồi biến mất vô tung. Mặc dù phong thiên đô không bị bóng trượng cực lớn đánh trúng, nhưng cũng bị ảnh hưởng, thân thể lúc này bị chấn động bay ra mấy trăm trượng, quanh thân lóe lên hắc quang mới đứng vững được, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Lúc này, hư ảnh cự hán màu lam mơ hồ một cái, nhanh chóng thu nhỏ lại rồi tiêu tán, mấy hơi thở sau liền biến mất vô tung, hiện ra thân ảnh Lạc Thanh Hải. Giờ phút này gã đã khôi phục hình người, trên thân tản mát ra từng vòng quang mang lam sắc vô cùng nồng đậm, nhưng sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cung chủ, bốn gã kim tiên thương lưu cung còn lại, còn có nam kha mộng, vội vàng bay tới rơi vào bên cạnh Lạc Thanh Hải, vây gã vào giữa, cảnh giác nhìn những người chung quanh. Không sao, Lạc Thanh Hải khoát tay chặn lại, lật tay lấy ra một quả đan dược màu vàng, ngửa đầu phục dụng. Ánh mắt hàn lập lóe lên, viên đan dược màu vàng kia lại tản mát ra khí tức có vài phần tương tự với kim hồn đan mà hắn luyện chế lúc trước. Trên mặt Lạc Thanh Hải chấp động kim quang, sắc mặt tái nhật rất nhanh hồi phục lại. Bên kia, kim đồng đang chém giết cùng tề thiên tiêu khẽ quát một tiếng, hôi quang quanh người nàng co rụt lại mãnh liệt, sau đó nhanh chóng biến lớn lên. Một tiếng vang thật lớn, một đoàn hôi quang nồng đậm bạo liệt ra, nổ bay thân thể kim đồng ra ngoài. Sắc mặt tề thiên tiêu hơi trắng bệch, vẫn đang mạnh mẽ chống đỡ một hơi, thân hình hóa thành một đạo hôi quang bay ra ngoài. Kim đồng bị nổ bay ra hơn 10 trượng, nhưng trên thân chấp động kim quang, một chút tổn thương cũng không có. Điều này làm cho tề thiên tiêu không khỏi căng thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ đắng chát. Nàng lắc lắc đầu, trì hoãn một chút, trong miệng gầm lên một tiếng, trên thân đại phóng kim quang, tính đuổi theo lần nữa, nhưng bên tai chuyển đến thanh âm của hàn lập. Được rồi, kim đồng, trước đến đây đi. Kim đồng tức giận dương nanh múa vuốt với tề thiên tiêu, do so dự một chút, sau đó mới quay người bay trở về bên cạnh Hàn Lập. Lúc này, gã kim tiên tóc trắng Trúc Long Đạo cũng bay tới, một đoàn người tụ tập lại một góc ở đại điện. Sư Huynh, hồi quang lóe lên, thân ảnh tề thiên tiêu lóe lên, xuất hiện bên cạnh phong thiên đô. Lúc này sắc mặt phong thiên đô có chút trắng bệch, khoát tay áo, sau đó lật tay lấy ra một quả đan dược màu đen ăn vào, sắc mặt mới dần dần khôi phục lại vài phần. Cùng lúc đó, thân hình lão giả thất tuần nam lê tộc hóa thành một đạo huyết quang, rơi vào bên cạnh bà lão tóc bạc. Bốn phương tu sĩ phân biệt đứng ở bốn góc đại điện, hình thành xu thế kiềm chế lẫn nhau, nhất thời ánh mắt quét qua nhau, nhưng đều không có ra tay. Kim Đồng bay trở về bên cạnh Hàn Lập, đáp trên vai của hắn, ánh mắt nhìn sang hai người Âu Dương Khuê Sơn cùng gã Kim Tiên tóc trắng. Ô, tại sao lại nhiều ra hai người, là người tốt sao, có lợi hại không? Kim Đồng ồ lên một tiếng, hỏi. Lời vừa nói ra, trên mặt Âu Dương Khuê Sơn cùng gã Kim Tiên tóc trắng đều hiện lên một tia cổ quái đuôi lông mày hàn lập khẽ động nhìn lại hô môn đạo nhân trong mắt hiện ra vẻ hỏi thăm ý kiến hắn cũng đang muốn hỏi vấn đề này âu dương khuê sơn cùng gã kim tiên tóc trắng tựa hồ kết minh cùng phe mình bất quá chuyện này xảy ra khi nào hắn cũng không rõ lệ đạo hiếu lúc trước tình huống hỗn loạn không kịp báo cho người biết kỳ thật ta cùng âu dương đạo chủ đã sớm âm thầm liên lạc liên thủ hành động trong tiên phủ hô môn đạo nhân mở miệng giải thích hàn lập nghe vậy ánh mắt chớp lên lệ đạo hiếu nhiều năm không gặp không tưởng được ngươi đã tiến dài đến cảnh giới kim tiên, thật đáng mừng. Âu Dương Khuê Sơn chắp tay nói với Hàn Lập, Âu Dương đạo chủ khách khí, bất kể như thế nào, mọi người đều là đồng môn trúc long đạo, tự nhiên cùng tiến cùng lui. Tâm niệm Hàn Lập thay đổi thật nhanh, gật đầu cười nói. Mắt thấy Hàn Lập đồng ý, trong lòng Âu Dương Khuê Sơn cùng hô ngôn đạo nhân vui vẻ. Hôm nay Hàn Lập bày ra thực lực mạnh mẽ, mơ hồ đã có địa vị ngang với phong thiên đô, hơn nữa kim đồng này là phệ kim tiên cấp kim tiên, tuyệt đối là một đại trợ lực. Như thế, bên phương bọn hắn có trọn vẹn 6 gã kim tiên, trở thành lực lượng cường thế nhất ở đây, đối với việc cướp lấy thái ất đan, tất nhiên là có lợi ích rất lớn. Bất quá, có chuyện này ta nghĩ cũng nên sớm hỏi rõ ràng. Hàn lập chợt mở miệng hỏi, lệ đạo hữu mời nói, hồ môn đạo nhân nói gấp, mặc dù liên thủ, nhưng mỗi người chúng ta cướp được thái ất đan, hẳn là thuộc về bản thân người đó chứ. Hàn lập hỏi như thế, Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Cái này đương nhiên, liên thủ chỉ là đối địch, còn cướp đoạt thái ất đan tự nhiên dựa vào bổn sự. Không chờ Âu Dương Khuê Sơn nói, hô ngôn đạo nhân đã mở miệng nói ra. Âu Dương Khuê Sơn lộ ra một tia mất tự nhiên, ánh mắt trao đổi với gã kim tiên tóc trắng kia một cái. Luận thực lực, hai người bọn họ hôm nay coi như yếu nhất, tỷ lệ cướp được thái ất đan thấp nhất, nhưng hô ngôn đạo nhân và Hàn Lập đã đồng ý, bọn họ cũng không có cách nào, đành phải gật đầu nhẹ. Vậy là tốt rồi, Hàn lập tươi cười, nhìn về phía đan lô xanh biếc, trong mắt lập lòe tinh mang. Lúc trước đáp ứng tương trợ hô môn đạo nhân cướp lấy một viên thái ất đan, hứa hẹn đã hoàn thành, hiện tại hắn không cần cố kỵ lo lắng nữa. Bên kia, ánh mắt lạc thanh hải nhìn về phía bọn hàn lập, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Giờ phút này 9 viên thái ất đan, mới có 3 viên ra lò, còn thừa lại hơn phân nửa, không cần phải nóng lòng. Hôm nay bên Phục Lăng Tông chỉ còn lại có hai người, Át chủ bài phong thiên đô hôm nay có thể nói đã tung hết sức, hơn nữa vừa trải qua đại chiến khi nãy, giờ phút này tiêu hao thật lớn, không quá đáng lo nữa. Ngược lại một phương nguyên bản thế cô lực yếu hàn lập lại trở thành người đông thế mạnh, lại có linh vực thời gian, tồn tại phệ kim tiên quỷ dị, đối với bọn họ là uy hiếp lớn nhất. Chú ý tới ánh mắt không có hảo ý của lão hồ ly lạc thanh hải, trong lòng bọn người hàn lập cảm thấy dùng mình. Vừa rồi lạc thanh hải một lần hành động phá vỡ linh vực phong thiên đô, thể hiện ra thực lực thái ất cảnh. Giờ phút này khí tức trên thân gã tuy rằng chưa bình phục hẳn, nhưng mọi người tại đây đều phải cẩn thận đề phòng. Mọi người coi chừng tên là Thanh Hải kia, hắn không giống tu sĩ bình thường, trong người có có huyết mạch chân linh hoa xà huyết. Nếu ta đoán không sai, hắn vừa mới phục dụng một đầu hoa xà chân linh chi nguyên thái ất cảnh, cưỡng ép thi triển ra lực lượng thái ất cảnh, tuy rằng không so được với tu sĩ thái ất cảnh chính thức, nhưng vẫn không thể khinh thường. Thanh âm hô môn đạo nhân vang lên trong đầu đám người Hàn Lập. Những người khác nghe vậy, Sắc mặt khẽ biến, ánh mắt Hàn lập lóe lên, hắn đã từng thấy ghi chép chân linh chi nguyên trên điển tịch, là huyết mạch chi nguyên trong linh thể. Chân linh và tu sĩ bình thường vốn bất đồng, sau khi tu sĩ bình thường vẫn lạc, nguyên anh và thần hồn bọn họ rất khó bị sử dụng. Nhưng chân linh chi nguyên lại bất đồng, chỉ cần có được lực lượng huyết mạch giống nhau, hoàn toàn có thể kế thừa, thậm chí dung hợp lực lượng bản nguyên những thứ này, phát huy ra lực lượng vượt xa bản thân, chỉ là điều khiển chân linh chi nguyên lại tiêu hao lực lượng thần hồn rất lớn mạo hiểm cũng không nhỏ. Hồ Ngôn Đạo Hiếu, theo ý của ngươi, vừa rồi Lạc Thanh Hải thi triển một kích kia, đã tiêu hao hết chân linh chi nguyên hay chưa? Hàn lập liếc mắt dò xét Lạc Thanh Hải, truyền âm hỏi. Có lẽ còn chưa hết, lấy tâm cơ của Lạc Thanh Hải, tuyệt sẽ không bày ra hết. Mọi người ngàn vạn phải cẩn thận với hắn. Hồ Ngôn Đạo Nhân truyền âm trịnh trọng nhắc nhở. Mọi người nhao nhao gật đầu. Hàn lập xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hai người Phong Thiên Đô, rất nhanh lại rời ánh mắt đi rơi vào trên người hai người nam lê tộc, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lệ đạo hiếu, người nhận ra hai người nam lê tộc này. Hồ môn đạo nhân chú ý tới ánh mắt Hàn Lập, truyền âm hỏi. Không nhận ra, ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, lắc đầu, bà lão tóc bạc xuất ra đan dược, đúng là hư nguyên đan. Đan này do hắn tự mình luyện chế, hắn tự nhiên sẽ không nhận sai. Lúc ấy hắn tự tay giao cho giao tam, làm sao lại rơi vào tay bà lão tóc bạc nơi đây, chẳng lẽ là... Người này chính là giao tam dịch dung hay sao, nhưng nhìn lại tu vi, tựa hồ lại không quá giống. Hai người này không đơn giản, nhất là bà lão tóc bạc kia, vừa rồi lại đơn giản tránh được những tượng đá khôi lỗi kia. Bất quá bọn hắn tựa hồ không có hứng thú với thái ất đan, mục đích hình như là gã hoa tử nhân kia, không biết có mưu đồ gì. Hồ ngôn đạo nhân trầm ngâm nói, tựa hồ có chút khó hiểu với hành động của bà lão tóc bạc. Hàn lập nhíu mày, hồ ngôn đạo nhân nói những thứ này, cũng chính là những nghi hoặc trong lòng của hắn không đơn thuần chỉ có bà lão tóc bạc kia tựa hồ phong thiên đô cũng chú ý đến cỗ thi thể kia hoạt tử nhân này xuất hiện ở thái ất điện khẳng định là thi thể không tầm thường hơn nữa vừa rồi thời điểm bà lão tóc bạc cho nó ăn hư nguyên đan đột nhiên bộc phát huy năng không phải chuyện đùa cỗ thi thể này đến cùng cất dấu bí mật gì không muốn người biết trải qua tiếng động huyên náo lúc trước giờ phút này trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bầu không khí lộ ra áp lực thế cục càng khó bể phân biệt ầm ầm đúng lúc này ba đầu ly long mặt ngoài đan lô xanh biết sáng lên mãnh liệt ngũ thải hà quang. Thình linh lại có ba khối thái ất đan thành đan rồi. Trên đại điện màu vàng không có gió dục mây vần, mảng lớn màu vàng sáng mở hiện ra lần nữa, cuồn cuộn cuồn cuộn, cuộn, tạo thành một vòng xoáy màu vàng thật lớn, so với hai lần trước lớn thêm không ít. Một màn này, làm cho ánh mắt mọi người ở đây đồng loạt nhìn về phía đan lô, trong đầu đồng thời toát ra ý niệm. Lại bắt đầu rồi, chương 500, hỗn chiến, nhãn tình hàn lập sáng lên, không hao tâm tốn sức suy nghĩ những chuyện khác nữa, con mắt nhìn chầm chầm vào lò đan xanh biếc. Ba giọt nước ngân sắc từ trong vòng xoáy hiện ra, rơi vào trên đại điện, sau đó bạo liệt ra mãnh liệt, hóa thành đạo đạo quang mang giống như lôi điện oanh kích xuống. O, O, N, G. Linh văn ở các nơi đại điện hiện ra từng trận kim quang chói mắt, tạo thành một màn sáng kim sắc, ngăn cản ngân quang khắp nơi từ trên không rơi xuống. Lưỡng sắc quang mang đan vào nhau, phát ra trận trận chấn động làm người ta giật mình, khiến cho toàn bộ đại điện cũng không ngừng run rẩy theo. Bất quá mọi người tại đây không để ý chút nào đến tình huống trên, mỗi cặp mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào lò đan xanh biếc kia, cùng đợi thời khắc thái ất đan ra lò. Như lúc trước, kim quang ngân mang đan vào lập lòe kịch liệt, ngân quang rơi xuống rất nhanh yếu bớt rồi tiêu tán ra, kim quang trong đại điện cũng theo đó suy yếu bớt. Sau mấy hơi thở, hai luồng quang mang biến mất vô tung, trong đại điện khôi phục lại bình tĩnh, đan kiếp lại một lần nữa vượt qua bình yên. Ba đầu ly long trên lò đan há rộng miệng ra, một mảnh thất thải hào quang từ bên trong hiện ra, là ba khối thái ất đan từ trong lăn xuống. Kim ảnh lóe lên, ba bộ kim sắc khôi lỗi không biết từ chỗ nào xông ra, từng con tiếp được từng viên thái ất đan. Oanh, giờ khắc này, mọi người tại đây đều phóng tới như điện, đánh về phía ba khối đan dược. Tất cả sắc quang mang đột nhiên từ trên thân mọi người hiển hiện phóng tới, sau đó khuếch tán ra chung quanh, nguyên một đám mở ra linh vực. Tất cả mọi người đều không ẩn giấu thực lực nữa, Lúc này trong đại điện thình lình nổi lên 89 cái linh vực, màu sắc không đồng nhất, đan vào cùng một chỗ với nhau. Thân thể Hàn Lập trầm xuống, từng cỗ pháp tắc chi lực khác lạ phô thiên cái địa xâm nhập đến, lập tức tốc độ của hắn chỉ hoãn hơn phân nửa. Tình huống những người khác cũng giống như vậy, bị các loại linh vực ảnh hưởng, thực tế bị thời gian linh vực của hắn bao lại, tốc độ chậm lại gấp mấy lần. Ánh mắt Hàn Lập chấp động, thân hình bay tới bỗng nhiên chậm lại, bảo trì tốc độ tương tự với những người khác. Hầu như đồng thời, những pho tượng xám trắng hai bên đại điện cũng nhao nhao lướt gấp tới, đánh tới hướng mọi người. Chẳng qua là chúng cũng bị linh vực ảnh hưởng, tốc độ đại giảm, so với mọi người còn chậm chạp hơn nhiều. Những kim sắc trận văn trên mặt đất vừa rồi bị người chỉ đồn kia bộc phát hôi quang hủy diệt, cấm chế bạch sắc hỏa diễm trên mặt đất lại không có phát động. Mặc dù tốc độ mọi người suy giảm, nhưng đại điện cũng không lớn lắm, trong nháy mắt mọi người đã bay vụt đến bên cạnh ba bộ khôi lỗi. Ba bộ kim sắc khôi lỗi đại phóng kim quang quanh người, Từng con đánh ra một quyền về một hướng. Từng đạo kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to bắn ra, phân tán ra, đánh tới hướng tất cả mọi người. Những kim sắc lôi điện do Khôi Lỗi công kích, nguyên bản uy năng không nhỏ, có sự uy hiếp đối với tu sĩ Kim Tiên, nhưng lại bị phân tán ra nên uy lực lập tức đại giảm. Mọi người cũng không tránh né chút nào, từng người phòng ngự một chút rồi đánh về phía một cỗ Khôi Lỗi, cướp đoạt Thái Ất đan trong tay nó. Lạc Thanh Hải hừ lạnh một tiếng, trên người bỗng nhiên bộc phát ra quang mang màu lam đậm trói mắt vô cùng, khí tức thình lình tăng nhiều, lần nữa đột phá cảnh giới thái ất. Lam quang trong tay gã lóe lên, thủ trưởng màu lam hiện ra, vung lên, một đạo quang nhận màu lam khác vừa thô vừa to bắn ra, đơn giản đánh nát từng đạo kim sắc lôi điện phía trước, chạm lên cánh tay phải một đầu kim sắc khôi lỗi. Giặc giặc một tiếng, cánh tay kim sắc khôi lỗi bị chém xuống tới khuỷu tay, thái ất đan trong tay nó lập tức bay ra ngoài. hô ngôn đạo nhân, vân nghe, Âu Dương Khuê Sơn còn có gã kim tiên tóc trắng Trúc Long Đạo vừa mới ở bên cạnh, thấy viên thái ất đan bắn ra, đều đại hỉ, từng người phất tay phát ra một đạo hào quang, cuốn tới hướng thái ất đan. Lạc Thanh Hải thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, thủ trượng màu lam trong tay lần nữa vung lên. Uinh uinh rầm rầm, một bóng trượng khác vừa thô vừa to hiển hiện phóng tới, quét ngang qua phía bốn người. Bốn người đều đã chứng kiến uy năng đáng sợ của bóng trượng này, đều kinh hãi, đâu còn dám tranh đoạt thái ất đan, nhao nhao phi thân lui về phía sau lạc thanh hải cũng không có đuổi giết những người kia phất tay phát ra một cỗ lam quang quấn lấy viên thái ất đan này thu vào tuy hàn lập ở cùng một chỗ với bọn hô môn đạo nhân nhưng không có tham dự tranh đoạt quả thái ất đan thứ nhất tâm hắn vừa động tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp mấy lần thân hình mơ hồ một cái liền xuất hiện bên cạnh viên thái ất đan thứ hai một tay phất lên một phi kiếm màu xanh bắn ra hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh hình quạt chém về phía khôi lỗi ở đó kim sắc khôi lỗi phản ứng cực nhanh thân thể quay tít một vòng, một quyền đánh tới kiếm quang màu xanh. Hàn lập hư lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết một cái. Một đạo kim sắc tinh ti từ trong phi kiếm màu xanh bắn tới như điện, lập tức đến trước kiếm quang, đánh chúng vào bộ kim sắc khôi lỗi kia. Phần phật một tiếng, một cỗ kim quang óng ánh đột nhiên từ trên kim sắc tinh ti bộc phát ra, bao phủ kim sắc khôi lỗi lại. Lập tức động tác kim sắc khôi lỗi dừng lại, đình trệ ngay tại chỗ. Kiếm quang hình quạt phách chảm xuống, vẽ một đường qua thân kim sắc khôi lỗi phốc một tiếng, một cánh tay kim sắc khôi lỗi phóng lên trời, một quả thái ất đan từ trong tay đó bay ra. Trong mắt Hàn Lập vui vẻ, vất tay chụp lấy thái ất đan. Mơ tưởng, một tiếng quát khẽ từ bên cạnh truyền đến, mấy sợi dây nhỏ màu đỏ sậm phóng tới nhanh vô cùng, quấn hạ xuống thân thể Hàn Lập, đúng là lão bà tóc bạc nam lê tộc, chẳng biết lao đến từ lúc nào. Cùng lúc đó, lão giả thất tuần cũng bay nhào đến, hai luồng huyết quang bắn ra, lóe lên hóa thành hai huyết sắc đầu lâu, một trái một phải cắn tới phía Hàn Lập quả nhiên là các ngươi, trong nội tâm hàn lập khẽ động, không có trốn tránh, há miệng phun ra một đạo kim quang. Giữa kim quang thình lình có mấy đạo kim sắc tinh thi, ngăn cản những tơ mỏng đỏ sập kia. Hai cỗ pháp tắc cường đại đụng vào nhau ầm ầm, dẫn tới hư không phụ cận run rẩy liên tục, phát ra từng tiếng nổ mạnh như sấm rền. Trong mắt hàn lập hiện lên một tia ngoài ý muốn, những tơ mỏng đỏ sậm này vậy mà có thể địch lại thời gian pháp tắc tinh ti của hắn. Cùng lúc đó, kim đồng trên bả vai hắn bắn ra, hình thể nhanh chóng biến lớn lên, hai chân trước vung lên hư không, suy suy suy, mấy trăm đạo tia sáng mũi nhọn kim sắc lăng không hiển hiện phóng tới, hình thành một dòng nước lũ kim sắc cuốn lấy hai đầu lâu huyết sắc này. hai tiếng giòn vang, hai huyết sắc đầu lâu vỡ vụn ra, trên thân hàn lập lóe lên kim quang, một thân ảnh kim sắc hiển hiện ra trên người quấn quanh từng đạo kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to, đúng là giải đạo nhân. hai tay giải đạo nhân đều cầm lấy một thanh trúc phong vân kiếm khác hung hăng chém xuống hai chuôi thanh trúc phong vân kiếm ẩm vang một tiếng thình lình hóa thành hai thanh cửa kiếm màu xanh dài mười trượng phía trên hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to một cỗ khí thức giống như hủy thiên diệt địa từ phía trên bộc phát ra ầm ầm hai đạo kim sắc kiếm khí cự đại bắn ra phía trên cuồn cuộn vô số phù văn kim sắc lôi điện chém tới hướng hai người bà lão tóc bạc hai người biến sắc hiển nhiên không có dự liệu được giải đạo nhân xuất hiện đối mặt kiếm quang như thế hai người cũng không dám đón đỡ thân hình vội vàng tránh sang hướng bên cạnh hàn lập phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh cuốn lấy viên thái ất đan đan dược mơ hồ một cái biến mất vô tung thân xác bà lão tóc bạc trì trệ liếc nhìn thật sâu hàn lập thân hình lập tức bắn ngược lui tránh về phía xa mấy sợi tơ màu đỏ sậm cũng không dây dưa với thời gian tinh tơ của hàn lập bắn ngược về chui vào trong tay áo bà lão giao tam đạo hiếu không thể tưởng được có thể nhìn thấy người ở chỗ này vào thời khắc này một thanh âm vang lên bên tai bà lão tóc bạc, đúng là thanh âm Hàn Lập. Thân sắc trên mặt bà lão tóc bạc hơi nhúc nhích nhưng không dễ nhận ra, thân hình lại không dừng lại chút nào. Lão giả thất tuần theo sát phía sau bà lão, cũng lập tức bắn ra. Hàn Lập phất tay triệu hồi thời gian pháp tắc tinh thi, thanh trúc phong vân kiếm, nhìn xem thân ảnh bà lão tóc bạc, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt, nhạt. Lúc này hắn cơ bản đã xác định bà lão tóc bạc này đúng là Giao Tam. Vào thời khắc này một tiếng nổ mạnh ầm vang từ bên cạnh truyền đến, là một viên hắc quang chói mắt bộc phát ra như sóng chiều. Đuôi lông mày hàn lập hơi động, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bốn gã kim tiên thương lưu cung, còn có nam kha mộng kia, thân thể lảo đảo, bị chấn bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Phong Thiên Đô và Tề Thiên Tiêu đứng sóng vai, mặt Phong Thiên Đô lộ vẻ cười lạnh, trong tay cầm một quả thái ất đan. Trên mặt đất bên cạnh hai người, một cỗ kim sắc khôi lỗi bị chém thành hai đoạn, mặt ngoài mất hết linh khí. Từ lúc thái ất đan ra lò đến giờ, thời gian bất quá hai ba cái hô hấp, vậy mà ba quả thái ất đan đã bị từng người chiếm đoạt. Những pho tượng xám trắng kia bị các đại linh vực ảnh hưởng, lúc này khó khăn lắm mới bay nhào đến bên cạnh lò đan. Người trộm đan dược, sát, mấy chục đầu khôi lỗi xám trắng giận dữ hét lên, trên người nổi lên hoàng mang chói mắt, lập tức hợp thành một mảnh, lần nữa tạo thành một cái bàn cờ hình vuông thật lớn, chụp xuống đầu mọi người tại đây. Những pho tượng khôi lỗi này tuy thực lực không cao, nhưng tụ tập nhiều người cùng thi triển thần thông hào quang trên bàn cờ này lại cực kỳ lợi hại trong lòng mọi người dùng mình mỗi người vội vàng bay ngược ra phía sau đi hàn lập phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh quấn lấy kim đồng thân hình cũng bắn ngược ra sau thân hình giải đạo nhân nhoáng một cái cũng biến thành một đạo kim quang chui vào trong cơ thể hắn bất quá vào thời khắc này hư không phía sau hắn lóe lên hai sợi xiềng xích màu đen thình lình từ trong điện phóng tới quấn lấy thân thể của hắn thân hình hàn lập bay tới lập tức dừng lại thân hình hắn chỉ chậm một cái chớp mắt lập tức bị bàn cờ màu vàng bao lại thân thể lập tức trầm xuống dường như bị ngọn núi khổng lồ bản trưởng ngăn chặn hàn lập có chút khó khăn quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách không xa sau lưng mặt phong thiên đô lộ vẻ đắc ý cười lạch thân hình lão bắn ngược lui sau trong tay áo đang bay ra hai sợi xiềng xích màu đen chui vào trong hư không hiển nhiên đúng là do lão ra tay ám toán hàn lập hừ lạnh một tiếng lập tức toàn thân đại phóng kim quang, giống như nộ diễm nở rộ ra bốn phương tám hướng. Kim quang lóe lên, một bảo luân sáng chói kim quang hiện ra sau lưng, nhanh chóng xoay tròn. O, O, N, G. Vô số gợn sóng kim sắc nồng đậm vô cùng hiển hiện ra, hầu như ngưng tụ thành thực chất, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, lập tức bao phong thiên đô, còn có tề thiên tiêu bên cạnh lão lại. Bị gợn sóng kim sắc bao lại, động tác phong thiên đô và tề thiên tiêu lập tức ngưng tụ, đình trệ tại chỗ đó, dường như bị đông kết. Bên cạnh hàn lập có kim đồng, còn có một ít pho tượng khôi lỗi xám trắng, còn có gần nửa cấm chế bàn cờ màu vàng cũng bị gợn sóng kim sắc bao lại, cũng lập tức đình chỉ. Đây là thần thông gì? Đám người Lạc Thanh Hải thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này chẳng lẽ là chân ngôn bảo luân? Đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ đều xuất thân từ trúc long đạo, tự nhiên biết rõ bảo điển trấn tông chân ngôn hóa luân kinh. Trong tông môn cũng không phải là không có người tu hành qua công pháp này, nhưng tình cảnh trước mắt hoàn toàn khác so với bọn họ biết về chân môn Bảo Luân, quả thực khác nhau một trời một trời vực. Thực tế trên chân môn Bảo Luân của Hàn Lập vậy mà nổi lên mấy trăm đoàn thời gian đạo văn, càng là mới nghe lần đầu. chương 501, Quy Hồn, những người có mặt ở đây đều lộ vẻ khiếp sợ, chỉ có hôn môn đạo nhân là giữ được vẻ chấn định tự nhiên. Bởi vì trước đó lão đã từng thấy Hàn Lập thi triển chân môn Bảo Luân, cho nên không quá kinh ngạc toàn thân hàn lập bao phủ kim quang, thân hình nhoáng một cái liền từ trong cấm chế hình bàn cờ phóng ra xuất hiện ngay bên cạnh hai người phong thiên đô. Chân ngôn bảo luân làm cho động tác của phong thiên đô chạm chạp, sâu trong mắt lão hiện lên một tia hoảng sợ. Trên người lão hiện ra một tầng hắc quang, chấp động cực kỳ chậm chạp, trong đó cuồn cuồn mãnh liệt một cỗ pháp tác giam cầm cường đại, đánh thẳng vào gợn sóng màu vàng chung quanh, muốn tránh thoát khỏi ảnh hưởng. Ở bên cạnh, trên thân tề thiên tiêu cũng hiện ra một tầng hôi quang cuồn cuộn, pháp tắc ăn mòn cũng từ trong đó tuôn ra, đánh thẳng vào khu vực gợn sóng màu vàng. Nhưng trong gợn sóng màu vàng đó tràn ngập lực lượng thời gian pháp tắc, vô cùng cường đại, vững như bàn thạch, mặc cho hai cỗ pháp tắc kia trùng kích vẫn không suy xuyến chút nào. Phong trưởng lão, người đã thi triển hết tất cả chiêu thức rồi sao? Vậy bây giờ đến phiên ta, Hàn Lập lạnh lùng nói, sau đó nhấc một tay, hời hợt vung lên. Hai đạo ánh sáng màu xanh từ trong tay áo bắn ra nhanh như điện, đúng là hai thanh tiểu kiếm màu xanh, tùy ý xẹt qua giữa kim quang, linh quang mặt ngoài lóe lên một cái liền phá vỡ linh quang hộ thể của hai người, tiếp theo xuyên thủng mi tâm. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng trầm đục, mi tâm hai người xuất hiện hai lỗ máu lớn chừng hạt đào, nhưng không có chút máu nào chảy ra, thân thể hai người vẫn di động chậm rãi theo quỹ tích lúc trước, nhưng thần thái trong mắt đã dần dần biết mất hầu như không còn. Thân sắc trên mặt hàn lập không đổi, tay kia nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ ánh sáng màu xanh lướt nhẹ qua thi thể hai người. Pháp khí chư vật trên thân hai người cùng vài món tiên khí tùy thân, còn có hai cái nguyên anh, một màu đen, một màu xám, tất cả đều bị ánh sáng màu xanh cuốn ra, sau đó bị hắn thu lại một cách thuần thục. Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lập bấm niệm pháp quyết một cái, chân môn bảo luân sau lưng lóe lên dung nhập vào trong cơ thể hắn. Gợn sóng màu vàng chung quanh hơi chấn động một cái liền biến mất không thấy nữa. Gợn sóng màu vàng vừa biến mất, lập tức mọi thứ xung quanh khôi phục bình thường, bịch một tiếng, thi thể phong thiên đô và tề thiên tiêu cùng rơi trên mặt đất. Sự tình liên tiếp, tựa hồ chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhưng lại giống như trải qua cực kỳ lâu. Trước đây khôn ngoan, âm trầm không ai bị nổi phong thiên đô, cùng tề thiên tiêu tông chủ một trong ba đại tông môn của Bắc Hàn tiên vực, lại trở thành hai cỗ thi thể lạnh như băng. Mọi người ở đây nhìn thấy cảnh này, nhao nhao hít sâu một hơi, dùng ánh mắt khó tin nhìn hàn lập, trong đó nhiều hơn là sự kiêng kỵ. Lần này, ngay cả hô môn đạo nhân cũng khẽ giật mình, chật chật không dứt, sau đó một tia cười hiện lên trong mắt lão. Hàn Lập nhíu mày, liếc nhìn về phía những người đang đứng phía xa. Lần này hắn thể hiện ra thực lực chân chính, đã bị nhiều người nhìn thấy, chỉ sợ ngày sau khó tránh khỏi phiền toái. Nhưng mà lập tức hào khí trong lòng hắn tăng cao, nhớ lại những năm trước khi hắn mới tiến vào Bắc Hàn Tiên vực, bởi vì tu vi thấp kém, thực lực nhỏ yếu, cộng thêm bốn bề cường địch, cho nên phải thật cẩn thận mọi cái, không dám nới lỏng đề phòng, nếu không sẽ dẫm lại vết xe đổ trước đó bây giờ hắn đã có tu vi kim tiên trung kỳ cộng với việc hiểu ra một tia lực lượng thời gian pháp tắc vì vậy không cần phải sợ hãi bất luận tu sĩ kim tiên nào với lại sau này khi ly khai minh hàn tiên phủ hắn cũng đã có những tính toán khác do vậy hắn không quá để trong lòng những người có mặt ở đây cùng với việc biến mất của những gợn sóng màu vàng do chân ngôn bảo luân tỏa ra kim đồng cũng khôi phục bình thường theo đại thúc sao người lại giết lão cương thi cùng cưới tên độc nhãn long kia vậy rõ ràng vừa rồi đã đồng ý để ta đích thân động thủ mà nhìn thấy thi thể của hai người phong thiên đô trên mặt đất kim đồng bất mãn kêu lên vừa nãy ta đã cho ngươi cơ hội người không nắm lấy thì cũng đừng có trách ta hàn lập cười khổ một tiếng không chờ kim đồng nói thêm gì nữa vung tay áo lên một mảnh ánh sáng màu xanh bay ra cuốn nó tính bay về chỗ rìa đại diện nhưng thần sắc hắn khẽ động liền đột nhiên ngừng lại nhìn về phía lò đan xanh biếc trong mắt hiện ra một tia kỳ dị lò đan xanh biếc lại đung đưa lần nữa phát ra âm thanh ù ù bạch sắc hỏa diễm dưới đáy lò đan bùng phát cuồn cuộn, bùng lên gấp 10 lần, từ dưới đáy lò đan bốc lên cuồn cuộn không ngừng, bao trùm cả nửa thân lô. Một cỗ khí thức cực nóng không cách nào diễn tả bằng lời tỏa ra bốn phía xung quanh, nhiệt độ của toàn bộ đại điện bỗng nhiên tăng lên nhiều, hư không cũng vặn vẹo có chút mông lung, mặt đất xung quanh lò đan cũng bị hòa tan từ từ. Tựa hồ những pho tượng xám trắng kia có chút sợ hãi những bạch sắc hỏa diễm này, nhao nhao lui về phía sau, cấm chế bàn cờ màu vàng lóe lên tán loạn rồi biến mất. Lúc này mọi người đều tránh xa phụ cận lò đan, pho tượng sám trắng cũng không tiếp tục lưu lại chỗ này, quay người bay trở lại đứng ở hai bên đại điện. Hàn lập nhìn bạch sắc hỏa diễm, ánh mắt hơi lé lên. Ở phía xa, những người khác thấy một màn như vậy, cũng chấn động, ánh mắt lại lần nữa tập trung trên lò đan xanh biếc kia. Chỉ thấy linh văn trên lò đan chấp động, tách ra đường đạo hào quang xanh biếc, nắp lò rung rung liên tục, từng đạo khí trụ màu trắng vừa thô vừa to toát ra, bắn về bốn phương tám hướng xung quanh, phát ra tiếng hí 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 Bén nhọn, trong lò đan càng phát ra âm thanh như sấm rền, làm cho lòng người kinh sợ, nhưng thân lô rung động vài cái, liền ổn định lại. Ngay sau đó, trong lò đan vang lên một tiếng giống như chuông ngân, mỗi ba đầu ly long còn lại cũng hiện ra một mảnh ngũ thải hà quang, vậy mà thành đan lần nữa. Ngoài kinh hỉ ra thì mọi người ở đây còn nghi hoặc không ít. Theo như kinh nghiệm của những lần trước, sau mỗi lần thành đan cần phải đợi một đoạn thời gian thì lò đan xanh biếc này mới có thể cho ra lô đan tiếp theo. Lần này lại bất đồng, vừa rồi ba khối thái ất đan ra lò chẳng bao lâu thì ba khối đan dược này đã luyện thành. Ngay sau đó, mọi người nghĩ đến bạch sắc hỏa diễm dưới lò đan đột nhiên bùng phát lúc trước, nội tâm liền thoải mái. Thời điểm luyện đan trong lò, nếu lửa đại thịnh, quả thực có thể làm ra tốc ngưng đan, nhưng mạo hiểm cũng rất lớn, nếu khống chế lửa không tốt thì kết cục chính là đan sẽ bị nổ bể. Lúc này, trong đại điện linh khí trên không trung cuồn cuộn lần nữa vô số kim vân hội tụ đến hình thành một vòng xoáy khổng lồ ba tia sáng trắng từ giữa vòng xoáy xạ xuống hung hăng đánh lên đỉnh đại điện tia sáng màu trắng trói mắt lần nữa bao phủ lại toàn bộ đại điện đại điện đung đưa ù ù từng đạo kim quang hiện ra khắp nơi ngăn cản đan kiếp màu bạc sau mấy hơi thở cùng với một tiếng trầm đục vang lên trên bầu trời những tia sáng trắng cũng tan vỡ phiêu tán kim quang trong đại điện cũng biến mất theo những người khác lập tức bắn ra, bay vụt đến phụ cận lò đan, nhưng không có tới gần quá mức. Liên tục mấy lần đoạt đan, mọi người cũng rút ra một ít kinh nghiệm, phát hiện ra khoảng cách an toàn mà các khôi lỗi xám trắng không đánh chúng khi xuất thủ. Không bao lâu, miệng ba đầu ly long trên lò đan xanh biếc mở ra, ngũ thải hà quang phóng ra càng thêm rực rỡ, mỗi đầu phun ra một viên thái ất đan. Nhãn tình mọi người sáng lên, thân hình nhao nhao phóng tới. Các màu linh vực xuất hiện lần nữa, bao phủ toàn bộ đại điện. Tuy Hàn Lập đã cướp được hai viên thái ất đan, nhưng loại vật chân quý này có càng nhiều càng tốt, hắn đang chuẩn bị động thủ tranh đoạt. Vào thời khắc này, đột nhiên một đạo hôi quang từ trên người hắn bay ra, nhanh như điện bắn tới phía lò đan xanh biếc. Bên trong hôi quang là một cái lưu hương to cỡ lòng bàn tay, rõ ràng là cái dưỡng hồn lưu kia. Vài đạo phù lục do Hàn Lập dán trên đó không hiểu tại sao lại trở nên ảm đạm vô cùng, rõ ràng đã mất đi hiệu lực. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi, một tay phất lên một cự trưởng màu vàng lăng không bay ra, năm ngón tay chụm lại, mãnh liệt chụp xuống, nhưng chỉ chụp được tàn ảnh hôi quang. Tốc độ của hôi quang nhanh đáng sợ, lóe lên một cái đã xuất hiện bên cạnh lò đan, giống như thuấn di, tựa hồ không bị ảnh hưởng của các linh vực xung quanh đó chút nào. Hôi quang cuốn một cái nhanh như tia chớp, cuốn lấy ba khối thái ất đan, sau đó tiếp tục bắn tới phía trước, sau một khắc đã xuất hiện trên không chỗ chiếc ghế màu vàng kia. Biến hóa liên tiếp nhanh như thiểm điện, những người khác còn chưa bay tới, nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc dừng lại. Phanh một tiếng, dưỡng hồn lô nổ bể ra, tàn hồn của lão đạo cũng hiện ra. Hạc hạc, tiểu tử, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Tàn hồn nhìn thoáng qua hàn lập một cái, trong miệng cười một tiếng, sau đó chui vào trong cơ thể cỗ hoạt thi đang ngồi trên ghế. Ba khối thái ất đan cũng đồng thời bay vào trong miệng hoạt thi. ầm ầm ầm, mặt đất phụ cận chỗ ngồi vang lên ken két, toát ra chín cột đá màu vàng cao hơn một xích. Từng đạo kim quang dâng lên từ những cột đá này, trong nháy mắt hình thành một màn hào quang dày đặc màu vàng, bao phủ chiếc ghế cùng cỗ hoạt thi vào bên trong. Trên màn hào quang chấp động từng đạo lưu quang màu vàng, thoạt nhìn không thể phá vỡ. Trong màn hào quang, trên thân hoạt thi hiện ra một tầng hôi quang, chấn động không ngừng. Tuy rằng có cấm chế hào quang màu vàng ngăn cách nhưng mọi người vẫn cảm ứng được hoạt thi xuất hiện một tia tức giận. Vào lúc này, hai đạo nhân ảnh bay vụt tới, hạ xuống bên cạnh chiếc ghế, đúng là hai người nam lê tộc, trên mặt hai người lộ ra một tia hưng phấn kim ảnh chấp động, ba bộ khôi lối màu vàng bên cạnh ghế ngồi nhoáng lên một cái, ngăn cản trước mặt hai người, một quyền oanh kích tới. Ba đạo lôi điện màu vàng vừa thô vừa to bắn ra, đánh tới hai người. Cút đi, bà lão tóc bạc khẽ quát một tiếng, từng đạo to mỏng đỏ sậm bắn ra, có khoảng 8, 9 đạo gì đó, cùng nhau ngưng tụ tại một chỗ, hóa thành một quang nhận màu đỏ, chém ngang sang bên. Một cỗ pháp tắc khổng lồ từ trên quang nhận lan ra, làm cho lòng người kinh sợ. Cỗ lực lượng pháp tắc này, ánh mắt hàn lập ngưng tụ nhìn quang nhận đỏ sậm chẳng hiểu tại sao hắn mơ hồ cảm giác được lực lượng quỷ dị cùng uy năng của pháp tắc này không hề dưới pháp tắc thời gian đột nhiên tốc độ quang nhận đỏ sậm nhanh hơn hóa thành một đạo quang ảnh đỏ sậm mơ hồ vẽ một cái lên thân ba bộ khôi lỗi màu vàng ba đạo lôi điện màu vàng run lên bạo liệt ra tiêu tán giữa không trung ba bộ khôi lỗi cũng lay động một cái tiếp theo bị cắt đứt ngang hông hào quang linh văn trên thân cũng mất hết té trên mặt đất quang nhận đỏ sậm không ngừng chút nào, hung hăng chảm lên màn hào quang màu vàng. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, quanh màn hào quang màu vàng nổi lên một tầng gợn sóng, nhộn nhạo lan ra bốn phía xung quanh, cả tòa đại điện cũng chấn động theo, run lên mãnh liệt một cái. Bất quá sau một khắc, màn hào quang màu vàng liền khôi phục bình tĩnh. Chương 502 xuất hiện, ánh mắt bà lão tóc bạc nhìn lướt qua quang cháo màu vàng, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ không dễ nhận ra, gật đầu nhẹ. Lão giả thất tuần không nói gì thêm, ánh mắt không ngừng nhìn xuyên thấu qua quang cháo màu vàng, đảo qua thân thể hoạt thi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt lạc thanh hải lập lè, thân hình gã bắn ra rơi trước quang cháo màu vàng. Lạc cung chủ, người muốn làm gì? Sắc mặt lão giả thất tuần khẽ biến, trầm giọng hỏi. Làm cái gì? Trong cỗ thi thể này chứa nhiều thái ất đan như vậy, chẳng lẽ các người muốn nuốt một mình? Lạc thanh hải cười lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, trên thân hiện ra ánh sáng màu xanh sắc mặt lão giả thất tuần biến đổi, trên thân lóe lên huyết quang, đang tính làm gì đó. Không sao, bà lão tóc bạc đưa tay ngăn cản lão giả, sắc mặt lạnh nhạt nói. Thế nhưng, lão giả thất tuần trao mày, cuối cùng vẫn không ra tay. Trên thân lạc thanh hải hiện ra một tầng ánh sáng màu lam giống như hỏa diễm, tản mát ra khí thức thái ất cảnh khổng lồ, một tay phất lên. "Uynh uynh uynh," trước người gã lóe lên ánh sáng màu lam chói mắt, bóng trượng lam sắc hiện ra lần nữa, tản mát ra khí thức đáng sợ, đánh lên quang cháo màu vàng. ầm ầm, toàn bộ đại điện thoáng mơ hồ một cái, quang cháo màu vàng run lên kịch liệt, sau đó lập tức khôi phục lại. Lạc Thanh Hải thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, thần sắc có chút khó coi. Những người còn lại chứng kiến cảnh này, tất cả đều giật mình, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng. Trong đại điện khôi phục yên tĩnh lại, chỉ có chỗ bạch sắc hỏa diễm dưới đan lô xanh biếc vẫn cuồn cuộn thanh âm thiêu đốt. Lệ đạo hiếu, dưỡng hồn lô và đám tàn hồn kia, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Hô môn đạo nhân đi đến bên cạnh Hàn Lập, mở miệng hỏi: "Hai người bà lão tóc bạc nghe vậy, thân thể hơi chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại hướng Hàn Lập. Đám người Lạc Thanh Hải cũng nhao nhao nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập thu hết phản ứng của đám đông vào trong mắt, hơi trầm ngâm, nói: "Dương hồn lô kia là ta phát hiện trong một di tích cấm chế, thấy nó có chút đặc biệt liền mang theo, không nghĩ tới bên trong vậy mà cất giấu một đám tàn hồn." Hắn nói vậy rõ ràng có chút không đúng sự thật, hô môn đạo nhân chỉ a à một tiếng, không hỏi thêm nữa. Bà lão tóc bạc nhìn chằm chằm Hàn Lập, ánh mắt lập lè, hiển nhiên không tin lời nói vừa rồi của hắn. Bất quá tựa hồ lão có chỗ cố kỵ, cũng không mở miệng hỏi thêm. Lạc Thanh Hải nhìn quang cháo màu vàng, chợt gừ lạnh một tiếng, quay người đi xuống. Đám người thương lưu cung vội vàng nghênh đón gã, tiếp theo mấy người mấp máy môi, tựa hồ truyền âm nói chuyện gì đó. Hàn Lập nhìn hoạt thi trong quang cháo màu vàng, trong đầu cuồn cuộn vô số ý niệm đạo tàn hồn kia cùng cỗ hoạt thi này cuối cùng có quan hệ gì? Nó muốn mình mang nó đến chỗ bí cảnh này, chẳng lẽ là vì tới chỗ này để tàn hồn quy nguyên thể? Còn có giao tam muốn luyện chế một quả hư nguyên đan, vừa rồi lại đưa vào miệng hoạt thi kia, chẳng lẽ nàng đã sớm biết nơi này có một bộ hoạt thi như vậy, mục đích là gì? Các loại ý niệm trong đầu hắn xoay chuyển, đan vào thành một đoàn lộn tung phèo. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Những chuyện này có quan hệ với hắn không quá lớn, Mặc kệ thương lưu cung cũng tốt, đám giao tam cũng được, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn cũng chẳng muốn nhàn sự đi quản quá nhiều việc. Mấu chốt chính là, hôm nay thái ất đan đều đã ra lò, hắn cũng đã được như nguyện, chỗ này cho hắn một loại cảm giác không tốt chút nào, nên hắn không muốn tiếp tục ở lại. Hàn lập đang tính quay người, đột nhiên ngừng lại, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hoa thi nhân trong quang cháo, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Ngay vừa rồi, tựa hồ ngón tay phải cỗ thi thể kia nhúc nhích một cái bất quá chỉ trong nháy mắt hắn cũng không xác định là có phải mình bị hoa mắt hay không lệ đạo hữu làm sao vậy hô môn đạo nhân thấy vậy truyền âm hỏi không có việc gì hàn lập nhìn qua những người khác tựa hồ những người kia cũng không chú ý tới tình huống vừa rồi lắc đầu nói ra thoạt nhìn bên trong điện này cũng không có bảo vật gì khác không bằng chúng ta đi nơi khác tìm xem hô môn đạo nhân không nghi ngờ gì mở miệng nói hàn lập nghe vậy ánh mắt nhìn về phía các cấm chế phía trên nóc đại điện đại điện kim đỉnh gia tăng thêm những cấm chế này vậy mà có thể ngăn cản đan kiếp hắn thân là đạo đan sư tự nhiên có chút động tâm chỉ là vừa rồi hắn thi triển linh vực tra xét rõ ràng đại điện kim đỉnh cùng cả tòa đại điện lại là một khối đại chiến vừa rồi kịch liệt vô cùng nhưng toàn bộ bốn vách tường kim điện cũng không bị một vết nứt nhỏ chắc chắn vô cùng nếu muốn dỡ nóc điện mang đi căn bản không có khả năng đi xem đi trong lòng hàn lập có chút tiếc nuối thở dài gật đầu nói chuyến này ngoại trừ thái ất đan hắn cũng không phải là không có thu hoạch nào khác vừa rồi quan sát quá trình kim điện ngăn cản đan kiếp mấy lần làm cho hắn có không ít cảm mộ đối với các cấm chế huyền diệu trong điện nguyên hợp ngũ cực sơn của hắn cũng có năng lực ngăn cản đan kiếp lại có vài phần tương tự với lực lượng cấm chế nơi đây đã ghi chép hết chưa tâm niệm hàn lập câu thông với giải đạo nhân trong cơ thể đều ghi chép hết rồi một chỗ trong cơ thể hắn tay giải đạo nhân cầm một quả ngọc giản màu trắng bên trong ngọc giản có một bộ đồ án cấm chế, đúng là cấm chế các nơi trong đại điện, cực kỳ rõ càng nguyên vẹn. Vậy tốt rồi, trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ vui mừng, cấm chế nơi đây huyền diệu, lúc ly khai minh Hàn tiên phủ, hắn sẽ hảo hảo bế quan dốc lòng tìm hiểu một phen, đem bộ cấm chế này hòa làm một thể với nguyên hợp ngũ cực sơn, lúc đó chưa hẳn yếu hơn chỗ kim đỉnh này. Như vậy sẽ giúp ích không nhỏ với tương lai mình luyện chế đan dược, nhất là đạo đan. Đúng lúc này, Chỗ đan lô xanh biếc lại truyền ra một hồi âm thanh lạ. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, kim đồng đã hóa thành kim sắc giáp trùng, nhảy tới trên đan lô xanh biếc kia, há miệng lớn gặm lấy thân lô. Chẳng biết bạch sắc hỏa diễm dưới đan lô đã thu nhỏ lại lúc nào, biến thành như lúc trước, đan lô hiện ra một tầng hào quang xanh biếc, muốn ngăn cản kim đồng lại, nhưng không có tác dụng. Không biết có phải do bạch sắc hỏa diễm kia đã thiêu hủy cấm chế phụ cận đan lô hay không mà đám khôi lôi xám trắng hai bên đại điện lại không nhúc nhích. Kim Đồng, người đang làm cái gì vậy? Thân hình hàn lập thoáng mơ hồ, bay đến bên cạnh đan lô xanh biếc. Nhìn đan lô đã bị gặm mất một góc, trong mắt hắn hiện lên một tia tiếc nuối. Bổn tiên nữ vừa mới bị dày vò một phen, nên rất là đói bụng, cần phải hảo hảo bồi bổ một phen. Vừa mới nãy nghe lời các người chờ đan dược ra lò, đã nhịn rất lâu rồi. Kim Đồng mở miệng lớn ăn đan lô, trong miệng nhồm nhòm nói nghe không rõ. Được rồi, bất quá giờ phút này không có thời gian để ngươi ăn từ từ. Hàn lập có chút bất đắc dĩ thở dài, vất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh, bọc lại toàn bộ đan lô. Lúc này dù đan lô huyền diệu vô song, cũng đã bị kim đồng cắn hỏng, có thể nói ván đã đóng thuyền, dù có trách cũng vô bổ, và lại hắn tự hỏi cũng không có bổn sự chữa trị vật ấy, chẳng bằng dứt khoát thành toàn cho kim đồng. Những người khác nhìn thoáng qua nơi này, rất nhanh đều rời ánh mắt đi. Thái ớt đan đều đã ra lò, lúc này lò luyện đan dù là một kiện dị bảo xuất thế, nhưng đã bị tổn hại nghiêm trọng, tự nhiên giá trị suy giảm, không đáng bởi vậy mà đắc tội với một gã kim tiên nắm giữ lực lượng thời gian pháp tắc. Hàn lập phất tay lên, ánh sáng màu xanh bao bọc lấy đan lô xanh biếc, nhấc lên. ầm ầm, lập tức cả tòa đại điện lắc lư một cái, đan lô. Hãm sâu trong lòng đất, giờ phút này thình lình bị hàn lập rút ra. Trung quanh đan lô lưu lại một ít cấm chế, chợt hiện hào quang, đều tan vỡ ra. Hàn lập vung tay lên, Thu đan lô và cả kim đồng vào trong một cái túi đại linh thú không gian. Ngay lúc đan lô bay vào túi đại linh thú bên hông hắn, trong nháy mắt có một đoàn bóng trắng từ trong lò đan bắn ra, nhanh chóng vô cùng chui vào trong cơ thể Hàn Lập. Một chỗ trong cơ thể Hàn Lập, giải đạo nhân đang khoanh chân ngồi ở chỗ này. Bạch quang lóe lên, một đoàn bạch diễm nóng bỏng hiện ra, lập tức giãn ra, hóa thành một bạch sắc hỏa diễm tiểu nhân, đúng là tiểu nhân tinh viêm. Bất quá so với lúc trước tiểu nhân tinh viêm dài thêm không ít, ngũ quan càng thêm tinh xảo. Điều trọng yếu chính là, giờ phút này toàn thân nó tản mát ra khí tức cường đại gấp mấy lần so với trước. Quanh người tiểu nhân tinh viêm cuồn cuộn bạch diễm, một cỗ sức nóng đáng sợ lan ra. Giải đạo nhân mở to mắt, nhíu mày một cái, cách xa tiểu nhân một khoảng. Tiểu nhân tinh viêm há miệng phun một cái, một đoàn ngân quang sán lạn bắn ra, rõ ràng là một quả thái ất đan. Bất quá đan này lại bất đồng với những viên đan vừa rồi, phía trên viên đan có từng đường vân màu bạc, tổ hợp cùng một chỗ, mơ hồ hình thành hoa văn một đầu tam túc kim ô, tản mát ra khí thức mạnh mẽ hơn không ít so với những viên thái ất đan khác. Tiểu nhân tinh viêm vung tay lên, ném viên thái ất đan ra ngoài. Một cỗ chấn động hiện lên, viên thái ất đan này tiêu thất vào trong hư không. Trong đại điện, sâu trong ánh mắt hàn lập hiện lên một tia vui mừng không dễ nhận thấy, quay người đi tới hướng mấy người hô môn đạo nhân. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có hai đạo lưu quang đáp xuống, hào quang tản ra, hiển lộ ra hai bóng người. Một người trong đó có dáng người thon dài, dung mạo thanh nhã, người còn lại có dáng người thướt tha phong độ hiểu điệu, chính là giám sát sứ thiên đình công thâu cửu cùng phó cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung Tuyết Oanh. Hai người tiến vào trong điện, liền thấy bên trong là một mảnh hỗn loạn. Mọi người ở đây cũng nhao nhao nhìn hai người mới vào. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt a. À. Trên mặt công thâu cửu lộ ra vẻ vui vẻ ấm áp, mở miệng nói. Thanh âm của y không lớn, lại vang lên ẩm ý trong đại điện, lại có vẻ muốn xông ra ngoài điện. Lúc mọi người thấy rõ bộ dáng công thâu cửu, đều khẽ giật mình, tiếp theo ánh mắt rơi vào trên thân tuyết oanh, thần sắc mỗi người đều khác nhau. Lông mày hàn lập trao lên, hắn cảm thấy khí thức trên người công thâu cửu thâm trầm như biển, lại không cách nào nhìn thấu, trong lòng hiện ra một tia kiêng kỵ. Lông mày là thanh hải tức thì cao lại, ánh mắt đảo qua giò xét trên thân tuyết oanh, lộ ra vài phần nghi hoặc. Ánh mắt công thâu cửu đảo qua từng người trong điện, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Xem ra hôm nay là ngày đại cát của ta, rõ ràng có thể duy nhất một lần gặp được nhiều phản nghịch luân hồi điện như vậy, hơn nữa cũng không phải tôm cá nhãi nhép bình thường, cũng coi như là thu hoạch tương đối khá rồi. Công thâu cử vuốt vuốt bạch ngọc tì hưu trong tay, vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, quanh thân y phóng thích ra một màn sáng gần như trong suốt, trong khoảnh khắc bao trọn cả kim điện lại. chương 503, đã muộn, bị công thâu cửu phóng thích linh vực bao vây, nội tâm mọi người trong điện siết chặt tranh thủ tra xét biến hóa cảnh vật chung quanh một phen hàn lập nắm chặt thanh trúc phong vân kiếm trên mũi kiếm có rất nhỏ điện mang nhảy lên hắn phát hiện tầng linh vực hơi mở kia dường như không tồn tại hầu như không có bất kỳ chấn động nào trong lòng càng cảm thấy bất an giám sát tiên sứ thiên đình công thâu đại nhân giá lâm bọn ngươi còn không nhanh tới thi lễ tuyết oanh tiến lên nửa bước khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường mọi người trong điện cao giọng nói ra mọi người trong điện nghe được bốn chữ giám sát tiên sứ thân sắc đều biến đổi danh hào này không chỉ có nghĩa người này có địa vị đặc biệt tại thiên đình ngoài ra còn có ý nghĩa đối phương ít nhất là một gã ngọc tiên thái ất cảnh sơ kỳ mấy người hô ngôn đạo nhân cùng vân nghe liếc mắt nhìn nhau ánh mắt phức tạp đến cực điểm kim quang bao phủ chỗ ngồi trước mặt bà lão tóc bạc cùng lão giả thất tuần đều trong mày bộ dáng như lâm đại địch về phần hàn lập trong lòng càng siết chặt không khỏi nhớ tới lúc đối kháng minh trùng mẫu ở linh giới gặp được gã chân tiên hà khang tự xưng là một gã tuần tra sứ giả vâng mệnh giám sát tiên sứ cũng từ trong miệng gã đó hàn lập lần thứ nhất biết được luyện thần thuật bị liệt vào cấm thuật tại tiên giới bị giám sát tiên sứ cùng tuần tra sứ giả lùng bắt lạc thanh hải do dự liên tục sau đó thu hồi thần thông thuật pháp của mình thần sắc hơi thu liếm chậm rãi đi tới trước công thâu cửu khom người thi lễ nói thương lưu cung lạc thanh hải ra mắt giám sát tiên sứ thương lưu cung đại cung chủ những năm này cũng làm cho bắc hàn tiên cung thêm phiền hà không ít ga lông mày công thâu cửu nhíu lại vừa cười vừa nói thương lưu cùng chúng ta một mực tuân theo luật định của thiên đình mà làm việc cũng không nhiễm các loại tàn định của luân hồi điện nếu như tiên sứ phải xử lý sự tình luân hồi điện ở chỗ này chúng ta không tiện tham dự sẽ không ở đây làm vướng tay chân ngài lạc thanh hải dường như không để ý chút nào thần sắc cung kính nói tiếp nói xong gã liền gật đầu nhẹ với đám người nam kha mộng ở phía sau lưng muốn dẫn bọn họ rời đi nhưng vào lúc này màn sáng hơi mờ bao phủ bốn phía đột nhiên hiện lên một tia kim mang, toàn bộ linh vực tán phát ra trận trận chấn động pháp tắc mãnh liệt. Lông mày hàn lập nhăn lại, lập tức cảm thấy thiên địa nguyên khí bốn phía tựa hồ cũng bị phong cấm như bị đóng băng, rút cuộc cảm nhận được nửa điểm dấu vết lưu động. Tiên sứ, đây là ý gì? Thần sắc lạc thanh hải khẽ biến, mở miệng hỏi, có một số việc còn chưa tìm ra nguyên nhân, người nào cũng không được phép ly khai. Công thâu cửu chậm rãi nói, lạc thanh hải, lúc trước ngươi lừa gạt ta, dẫn ta đến mảnh hồ nước vây khốn ta, sau lại hợp tác với tạc tử Luân Hồi Điện, mưu hải cung chủ Bắc Hàn tiên cung tiêu tấn Hàn, chỉ sợ ngươi đã là người Luân Hồi Điện rồi. Lúc này, Tuyết Oanh bỗng nhiên mở miệng quát, Lạc Thanh Hải nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, giải thích. Ngươi nói oan uổng ta à, lúc trước ở hồ nước ta thấy ngươi bị nguy khốn, nhất thời không tìm ra phương pháp giải cứu, mới đi tìm tiêu cung chủ trở về cứu ngươi. Chưa từng nghĩ bên này có biến cố liên tục làm chậm trễ, cho nên mới kéo dài đến hiện tại. Về phần tiêu cung chủ, lạc mỗ có thể phát tâm thề, trên dưới thương lưu cung ta chưa bao giờ mảy may lãnh đạm, ý đồ mưu hại. Lại nói tiếp, chẳng lẽ tiêu cung chủ thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lạc mỗ một đường tìm đến tòa sơn cốc này, cũng không nhìn thấy thân ảnh lão nhân ra. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của gã giống như có thầm ý quét một vòng qua thân mọi người tại đây. Ngươi, cái lão này, trên mặt tuyết oanh xinh đẹp hiện ra một tia tức giận, đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa thì bị công thâu cửu đưa tay cản lại. Những năm gần đây tiêu tấn hàn một mực mưu đồ thống nhất tất cả thế lực lớn ở Bắc Hàn tiên vực, thiên đình chúng ta đã thấy không tốt, đã nhiều lần khuyên nhủ hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn lại bảo thủ, không chịu nghe theo, lần này ném đi tính mạng, coi như là gieo gió gặt báo. Công thâu cửu liếc qua lạc thanh hải, lạnh nhạt nói. Cái gì, tiêu cung chủ vẫn lạc, không biết công thâu tiên sứ. Lạc thanh hải nghe được lời ấy, lông mày không khỏi hơi nhíu một cái, giống như là kinh hãi, đồng thời cũng có chút không rõ ý tứ trong lời nói của người trước mắt này. Nhưng ngay sau đó, công thâu cửu lại chậm rãi nói, bất quá, thoạt nhìn tình hình hiện nay, ngược lại là trời đưa đất đẩy khiến hắn tạo ra một cơ hội tốt a, Hặc hạc hạc. Nương theo lời ấy là tiếng cười lớn vang lên, tất cả mọi người trong điện bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái, thân thể mỗi người ở bốn phía tựa hồ bị một cỗ man lực vô hình đè ép xuống, thần sắc nhao nhao đột biến. Vì vậy tất cả sắc quang mang trong điện, hoặc đỏ hoặc xanh, nhao nhao sáng lên, trong nháy mắt hầu như tất cả mọi người phóng xuất ra linh vực của mình, Hàn Lập và đám người hô ngôn đạo nhân hợp cùng một chỗ, bọn họ phóng thích linh vực tầng tầng chất chồng, nheo nhau, nhau khống chế lực lượng pháp tắc của mình, ý đồ triệt tiêu cỗ lực lượng này, kết quả lại là hiệu quả quá mức nhỏ bé. Đây là pháp tắc gì? Sao lại cổ quái như thế? Thái Dương Âu Dương Khuê Sơn đã chảy ra mồ hôi lạnh, nghi ngờ nói: Tựa hồ là khí chi pháp tắc nào đó. Hơn nữa người này vận dụng lực lượng pháp tắc vẫn còn trên đám Phong Thiên Đô sắc mặt hồ ngôn đạo nhân khó coi, trầm ngâm nói. Hàn lập im lặng, ý niệm trong đầu chuyển động nhanh chóng, đã tính toán trốn khỏi nơi này như thế nào rồi, nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất. Xem ra chính mình trước đây dự cảm không sai, lần này quần tiên tụ hội ở Minh Hàn Tiên Phủ, thế lực khắp nơi giao hội, nhất là Bắc Hàn Tiên Cung gia nhập, động tính không nhỏ, lại còn đưa tới đại nhân vật mà bản thân không trêu chọc nổi. Lấy tu vi kim tiên cảnh trung kỳ của hắn lúc này, vận dụng thêm lực lượng thời gian pháp tắc, Tuy có thể hoành hành không ngại trong đám kim tiên cảnh, nhưng đối mặt Thái ất thì vẫn không cách nào địch nổi. Nói cho cùng, bản thân lúc này muốn đi cũng đã muộn. Một đám kim tiên trong miệng còn cảm thấy khó có thể tự kiềm chế, huống chi nam kha mộng chỉ có vỏn vẹn tu vi chân tiên. Tuy nàng ở trong linh vực Lạc Thanh Hải, nhưng vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn thân đau nhức kịch liệt, trong tai không ngừng vang lên ù ù, hầu như không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Khinh người quá đáng. Lạc Thanh Hải thấy ái đổ bên cạnh run rẩy toàn thân, sắc mặt tái nhợt, thân hình có chút lung lay sắp đổ, rốt cuộc cũng nổi giận. Chỉ thấy hai tay gã chào trước người một cái, hư không chung quanh công thâu cửu phun ra ánh sáng màu lam, trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng xoáy thật lớn, muốn nuốt sống y vào. Bên trong vòng xoáy, một mảnh dài hẹp màu lam mơ hồ vặn vẹo như thân thể thủy long, không ngừng co rút lại trong phạm vi vòng xoáy, mang theo man lực thiên quân đẻ ép tới chỗ y, như gậy ông đập lưng ông, muốn đẻ ép thân thể y thành phấn vụn. Nhưng mà, thân thể công thâu cửu giữa vòng xoáy tựa hồ cách một tầng tường khí không thể nhìn thấy, bất luận vòng xoáy đè ép như thế nào, cũng khó có thể tiến thêm, căn bản không cách nào công phá được. Lạc Thanh Hải tựa hồ đã sớm sở liệu việc này, một bên bàn tay không ngừng siết chặt, tăng thêm lực lượng vòng xoáy, một bên lại nhìn mấy người bạch diện thư sinh gật đầu nhẹ. Lúc trước gã cưỡng ép sử dụng lực lượng thái ất cảnh, tiêu hao thực sự quá lớn, bây giờ bất quá tạm thời vây khốn công thâu cửu, cũng là cố hết sức. Bốn người bạch diện thư sinh sớm đã hiểu ý, thân hình lóe lên, phân biệt bắn ra bốn phía chung quanh gã và nam kha mộng. Bàn tay bọn họ khẽ đảo, lần nữa lấy ra bốn lệnh bài phỉ thúy, một tay cầm lệnh bài, một tay bấm niệm pháp quyết. Theo đó từng trận âm thanh ngâm tụng vang lên, trên lệnh bài phỉ thúy minh khắc đồ án hải thú của quái sáng rõ hào quang, từng cái bắn ra một đạo ánh sáng màu lam, liên kết cùng một chỗ với nhau, hình thành một tòa đại trận tứ phương. Sắc mặt bốn người rất nhanh trở nên trắng bệch, hiển nhiên tiêu hao thập phần khủng bố, mà cùng lúc đó đại trận trên mặt đất cũng bắt đầu hiện ra các loại phù văn phức tạp đến cực điểm. bên trong chẳng những tràn đầy hơi nước, lại còn mơ hồ có chấn động không gian truyền đến. tứ hải ngao du đại trận trước kia nghe nói cần bố trí bốn tòa pháp trận tế biển mới có thể kích phát trận phát truyền tống đỉnh cấp không gian này. hiện tại dựa vào bốn kiện pháp bảo liền có thể làm được rồi. lạc đại cung chủ quả nhiên thâm tàng bất lộ a. À. Một hồi tiếng nói ôn hòa từ giữa vòng xoáy truyền ra, mang theo vẻ tán thưởng. Thần sắc lạc thanh hải khẽ biến, không có trả lời, hai tay không chỉ nắm trường, mà nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Công thâu cửu nói không sai, bốn người bạch diện thư sinh đang thi triển đúng là tứ hải ngao du đại trận, chẳng qua là pháp trận đơn giản hóa, uy năng tự nhiên không cách nào so với pháp trận nguyên bản, nhưng cũng đủ trợ giúp bọn gã thoát thân. Chỉ thấy phù văn trong trận pháp càng ngày càng sáng, từ trong truyền ra từng trận chấn động không gian, càng ngày càng mạnh. Mắt thấy đại trận chuẩn bị kích phát, đột nhiên vòng xoáy thủy long chợt phanh một tiếng, nổ ra. Chỉ thấy bên ngoài thân công thâu cửu bao phủ một tầng khí lưu màu trắng hỗn loạn vô cùng, nhưng chỉ cách thân thể y ba tắc mà thôi, lại như gió bạo gào thét không thôi, thậm chí chính giữa có tiếng sấm chuyển đến, uy thế hết sức kinh người. Không phải ta đã nói, có một số việc còn chưa giải quyết, người nào cũng không được đi. Trên mặt y vẫn treo dáng tươi cười như trước, lại nhìn thấy được đám người thương lưu cung đang phát lạnh cả người. Dứt lời, y bỗng đưa ra phía trước một trường, rất nhanh lại biến thành quyền. Phanh, phanh 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 bốn âm thanh vang lên, bốn lệnh bài được cầm trong tay mấy người bạch diện thư sinh liên tiếp bạo liệt ra, biến thành bột mịn. Đại trận sắp phát động cũng theo đó vỡ vụn ầm ầm, biến thành lốm đa lốm đốm ánh sáng màu lam, tiêu tán ra. Trong miệng bốn người thúc giục trận pháp đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ngoại trừ bạch diện thư sinh cùng hắc tu lão giả còn có thể đứng thẳng, hai người còn lại trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Hai người bạch diện thư sinh vội vàng đảo cổ tay, mỗi người lấy ra một quả đan dược, nuốt vào. Bên trong linh vực công thâu cửu, thiên địa nguyên khí đình chỉ lưu động, linh khí ngoại giới không cách nào tiến vào, tất cả mọi người không thể thông qua hấp thụ thiên địa nguyên khí để khôi phục tiên linh lực, cho nên chỉ có thể thông qua phục dụng đan dược cùng sử dụng tiên nguyên thạch để hấp thu tiên linh lực. Y liếc qua Lạc Thanh Hải, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, cất bước đi tới hướng Hàn Lập bên này. Lúc y đến gần đám người thương lưu cung, mọi người rõ ràng chứng kiến trong hư không xảy ra một hồi vặn vẹo bẻ ngoặt thân thể hai gã kim tiên thương lưu cung nằm có quắp dưới đất sụp đổ xuống phía dưới biến thành hai khối huyết nhục mơ hồ như bánh thịt chỉ thấy bên trong máu xương hai tiểu nhân nguyên anh màu lam bay nhanh ra vội vàng thất kinh bay về phía lạc thanh hải còn chưa kịp bay ra hơn một trượng đã bị một đạo khí lưu cuốn lấy kéo vào trong tay áo công thâu cửu lạc thanh hải nhìn xem một màn này thái dương nổi gân xanh nhảy lên không thôi nhưng cuối cùng chỉ có lại nắm đấm, cũng không có làm gì. chương 504, Hiệp lực, Si Tiêu Tiều, Hồ Môn Đạo Nhân, Giao Tam, án xưa của ba người các ngươi không ít, đặc biệt là ngươi. Thân hình công thâu cửu đột nhiên đứng lại, điểm danh từng người trong đám Hồ Ngôn Đạo Nhân, cuối cùng ngón tay cách không chỉ về hướng bà lão tóc bạc, nhàn nhạt, nhạt, nói ra. Hồ Môn Đạo Nhân nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía bà lão tóc bạc. Rất hiển nhiên, lúc trước lão đã từng nghe qua danh hào Giao Tam, nhưng cũng không biết bà lão tóc bạc này chính là người đó. Thần sắc giao tam ngưng lại, hai mắt nhìn chằm chằm công thâu cửu, cũng không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại lão giả thất tuần đứng bên cạnh nàng, sắc mặt có chút thay đổi. Ánh mắt phân nghề rơi vào trên lưng hô ngôn đạo nhân, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Có câu nói, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, chỉ là một cái minh hàn tiên phủ lại gom mấy người các ngươi cùng một chỗ, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Do đó, ta đỡ phải tốn công đi nhiều nơi rồi. Công thâu cửu nói xong, cười dạng rỡ Vừa nói xong, lông mày y lơ đáng bỗng nhúc nhích, ánh mắt lại rơi vào hòa thi nhân trên chiếc ghế dựa lớn trong biển. Hàn lập thoáng nhìn một màn này, trong nội tâm khẽ động, lập tức quát lớn. Chư vị trong biển, chúng ta liên thủ chu sát tiêu tấn Hàn, đã triệt để đối lập cùng tiên cung, vị đại nhân tiên sứ trước mắt này dùng linh vực phong tỏa đại điện, chính là có ý đồ tiêu diệt chúng ta. Lúc này nếu không đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối kháng, chúng ta chỉ có một đường chết mà thôi thời điểm hắn nói những lời này công thâu cửu cũng chuyển sự chú ý lên người hắn chẳng qua là khóe miệng y nở nụ cười nhìn hắn cũng không có mở miệng cắt ngang dường như người trong miệng hàn lập nói không có nửa điểm quan hệ cùng y bên kia lạc thanh hải nghe vậy liên tục cười khổ bị hàn lập kêu to như vậy tương đương nói gã liên thủ chu sát tiêu tấn hàn hết đường chối cãi thương lưu cung xem như triệt để buộc cùng một chỗ với những người này bất quá gã cũng không có tức giận bởi vì hàn lập nói đúng giám sát tiên sứ này đích thật mang tâm tư giết hết mọi người trong điện, những người bọn gã chỉ có thể tạm thời đoàn kết cùng một chỗ. Đã như vậy, gã cũng không có do dự, lần này nếu may mắn không chết, trở lại thương lưu cung sẽ triệt để đảo hướng gia nhập luân hồi điện, dù sao đối phương lôi kéo gã cũng không chỉ một hai lần. Mộng nhi, trước ngươi ăn vật này vào, có thể giúp ngươi tạm thời chống đỡ linh vực, chốc lát nữa vi sư sợ không thể chú ý đến ngươi được. Lạc thanh hải khẽ đảo tay, lấy ra một viên châu màu lam to chừng hạt long nhãn, đưa cho Nam Kha Mộng nói ra. Dứt lời, gã lại bí mật truyền âm, dạy cho nàng một đoạn khẩu quyết bí thuật. "Sư tôn, xin yên tâm, Đồ Nhi còn chịu đựng được." Sắc mặt Nam Kha Mộng trắng bệch, gật đầu nói. Nàng tiếp nhận viên châu màu lam, cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt xuống. Trong miệng nàng vang lên một hồi thanh âm nhẹ, một tầng lam quang nhu hòa từ trong bụng nàng bay lên, tiếp theo hóa thành một màn sáng màu lam rộng hơn một trượng, bao phủ toàn thân nàng. Lập tức Nam Kha Mộng cảm giác mình bị một tầng lực lượng nhu hòa giống như biển cả bao bọc, quanh thân lập tức buông lỏng, cảm giác hít thở không thông cũng theo đó biến mất không ít. Huyền Thiên Linh vực, Hàn Lập nhìn thấy một màn này, trong nội tâm hiểu rõ. Lạc Thanh Hải không tiếc sử dụng một kiện Huyền Thiên chi vật, trợ giúp Nam Kha Mộng tạm thời khởi động một mảnh Ngụy Linh vực, để chống đỡ linh vực công thâu cửu xâm nhập. Động tác này cũng đã nói lên gã đã, đã quyết định tiếp nhận lời đề nghị của Hàn Lập. Nếu như Lạc Thanh Hải hiểu rõ quan hệ lợi hại lúc này, những người khác có thể tu luyện đến nay, như thế nào lại nghĩ không ra quan hệ lợi hại này. Vì vậy mọi người nhao nhao chuyển hướng, vây hai người giám sát tiên sứ cùng tuyết oanh vào giữa. Các người muốn làm gì? Trước mặt công thâu tiên sứ dám láo sược như thế, chẳng lẽ muốn đối địch với thiên đình? Tuyết oanh quá to, nhưng thân hình lại không tự chủ nhích lại gần công thâu cửu, bị nhiều kim tiên nhìn chằm chằm như vậy, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy lo lắng. Xem ra chư vị muốn lấy nhiều thắng ít rồi, bất quá nếu nhân số đông mà hữu dụng, Hà Tất phải khổ tu. Đáng tiếc a, à, đáng tiếc, sau hôm nay, không biết Bắc Hàn Tiên vực phải qua bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí a. Công Thâu cửu lắc đầu, sử dụng giọng điệu trách trời thương dân nói ra. Dứt lời, cũng không thấy y có động tác gì, bên trong hư không chung quanh lập tức chuyển đến o o n g một tiếng sắc nhọn. Tất cả mọi người trong điện lập tức cảm thấy màng nhĩ đau đớn một hồi, từng trận áp lực cường đại gấp mấy lần so với trước từ bốn phương tám hướng áp đến, khiến cho trong lòng mọi người đều siết chặt các hạ không khỏi khinh người quá đáng. Lạc Thanh Hải đi đầu khẽ quát một tiếng, hai tay trước người bấm niệm pháp quyết, một viên lam quang lập tức từ đầu ngón tay sáng lên bay nhanh ra phóng đại lên, như sóng biển minh mông tuôn ra cuồn cuộn, bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Mọi người được màn sáng màu lam bao phủ, lập tức cảm thấy áp lực quanh thân giảm đi vài phần. Hải chi pháp tắc cũng coi như có chút thành tựu, tội của ngươi không nặng, ta vốn định thả ngươi một con đường sống, thu làm tiên nô trăm vạn năm để trừng phạt nho nhỏ đấy. Ngươi vì sao lại ra tay? Công thâu cửu cảm nhận được tác dụng cỗ lực lượng này, vỗ tay tán thưởng một tiếng, tiếp theo lại lắc đầu. Đám người hô môn đạo nhân thấy thế, trên người cũng nhao nhao sáng lên quang mang, một tầng tiếp theo một tầng màn sáng đặc biệt liên tiếp bao phủ toàn bộ đại điện, các loại lực lượng pháp tắc bắt đầu hiển lộ uy lực, chẳng qua mục tiêu cũng chỉ có hai người công thâu cửu và tuyết oanh mà thôi. Bất quá, Hàn Lập vẫn không dùng thời gian linh vực, lúc trước luân phiên đại chiến, lực lượng thời gian pháp tắc của hắn tiêu hao không ít, lúc này đây tuy vẫn còn tồn dư nhưng cũng thể tùy ý sử dụng đối mặt một gã thái ất ngọc tiên phải tính toán tỉ mỉ chi ly phải sử dụng mỗi một phần pháp tắc chi lực tại chỗ mấu chốt công thâu cửu bị ngọn lửa hải dương hoa ảnh bao gồm nhiều lĩnh vực bao phủ sắc mặt lại thủy chung không đổi chỉ thấy tay y vung lên sau lưng liền có hai đạo kim quang ngưng tụ từ trong nổi lên hai kim giáp khôi lối có khuôn mặt nghiêm túc tay cầm trường kích hai khôi lối vừa hiện lập tức tay cầm trường kích quét ngang phía trước kim quang trên người sáng rỡ, lại tràn đầy chấn động pháp tắc kim thuộc tính, từ phía trên truyền ra cuồn cuộn, khí tức trên người chúng vậy mà đạt đến kim tiên hậu kỳ. Đi đi, trong miệng công thâu cửu khẽ quát một tiếng, hai gã khôi lỗi lập tức cầm kích cất bước, phân biệt xông về lạc thanh hải và đám người hô ngôn đạo nhân. Đại cung chủ, tên kim giáp khôi lỗi này giao cho chúng ta. Bạch diện thư sinh và hắc tu lão giả bẩm báo một tiếng, sau đó một người tế ra một huyền mộc thước màu đen, một người lấy ra một trường kiếm bạch kim, nghênh đón tên kim giáp khôi lỗi kia. Bên kia, Âu Dương Khuê Sơn cùng vị đạo chủ đồng môn chủ động nghênh đón kim giáp khôi lỗi khác, Vân nghe thì chủ động đánh về phía tuyết oanh. Hồ môn đạo nhân liếc qua thân ảnh của nàng, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, dù sao lúc trước vì cứu lão, Vân nghe cũng đã bị thương. Bất quá, lúc này đây thực sự không cho phép lão phân tâm, dù sao công thâu cửu kia có thể là một thái ất ngọc tiên thật sự, cho dù hàn lập, giao tam, si Tiểu cùng lạc thanh hải, năm người bọn lão giao chiến chỉ sợ phần thắng vẫn là rất ít chư vị chuyện cho tới bây giờ cũng đừng có ý niệm khác trong đầu hãy toàn lực ứng phó mới có một đường sinh cơ lúc này thanh âm hàn lập lần nữa vang lên trong đầu mọi người lệ đạo hiếu thời gian pháp tác chi lực bí hiểm muôn phần đến lúc mấu chốt còn cần ngươi tung ra nhiều phần lực lượng hơn lạc thanh hải ngưng trọng nói ra tại hạ sẽ dốc toàn lực mong rằng lạc đạo hiếu cũng không nên ẩn giấu thực lực dù sao hải dương chi nộ đồng dạng cũng làm thần kinh quỷ sợ, uy lực muôn phần đấy. Hàn Lập trả lời, đó là tự nhiên, Lạc Thanh Hải có chút cứng giọng trả lời. Trong khi hai người nói chuyện, công thâu cửu cũng đã động thủ. Chỉ thấy hai tay của y huy động, đánh ra một đám pháp quyết phức tạp, hư không sau lưng mấy người Hàn Lập đột nhiên có cỗ xương mù màu trắng sữa nồng đậm tuôn ra, từ trong ngưng tụ huyễn hóa ra một đám bóng người xương trắng. Mọi người vừa thấy những bóng người này, thần sắc nhao nhao kịch biến thì ra những bóng người xương trắng kia lại có hình dáng giống như đúc năm người bọn họ, thoạt nhìn giống như là hình bóng của bọn họ, mà càng để cho bọn họ kinh ngạc chính là khí tức những bóng xương trắng này vậy mà đều tiếp cận với bọn họ. Chẳng lẽ đây là, vực linh, hô ngôn đạo nhân trao mày, thì thào hỏi, truyền thuyết nói linh vực tu đến cảnh giới hậu kỳ hóa linh, bên trong vực có thể huyễn hóa ra vực linh cùng loại với vật còn sống, có chút tính chất cùng loại với khôi lỗi và đạo binh, uy năng có thể bằng với tu vi pháp tắc của chủ nhân. Có chút không giống, nếu thật là vực linh sẽ không giống chúng ta như vậy, hơn phân nửa là năng lực pháp tác hiển hóa. Dù sao Lạc Thanh Hải kiến thức rộng rãi, mở miệng nói ra. Không chờ bọn họ đưa ra kết luận, những bóng xương trắng kia đã nhao nhao hành động, giết tới bọn họ. Hồ ngôn đạo nhân cầm trường kiếm trong tay dơ cao, từng sợi xích diễm quấn quanh, quay người bổ xuống bóng người xương trắng trước mặt. Chỉ thấy quanh thân bóng xương trắng kia sáng người xích quang, toàn thân dâng lên hỏa diễm rừng rực, trong tay cũng nhiều ra một trường kiếm hỏa diễm, Quét ngang hướng lão. Một dọc một ngang, hai đạo trường tuyến hỏa diễm giao nhau trong hư không, phát ra ảnh một tiếng nổ đùng. Hỏa diễm đỏ thầm nổ tung ầm ầm, dâng lên một mảnh tường cao hỏa diễm. Hô ngôn đạo nhân cùng bóng người hỏa diễm đồng thời lọt vào tường cao hỏa diễm, mũi kiếm song phương lần nữa giao kích với nhau. Bên kia, Lạc Thanh Hải giao thủ cùng bóng người quanh thân đã chuyển thành hơi nước màu xanh, lại coi như không có thực thể, không ngừng dẫn động sóng nước màu lam, va chạm cùng thần thông thủy chi của Lạc Thanh Hải. Về phần hai người giao tam cùng si ly tiều, đồng dạng cũng bị bóng người xương trắng dây dưa, nhất thời thoát ra không được. Trong tay Hàn Lập nắm chặt thanh trúc phong vân kiếm, cùng bóng người xương trắng tương tự mình đứng ở xa rằng co. Tâm tình bóng người kia dường như có chút tương tự với hắn, vậy mà cũng cẩn thận không có động thủ, chẳng qua là cầm trong tay trường kiếm do xương mù màu trắng ngưng tụ thành, rằng co cùng hắn. Công thâu cửu đứng khoanh tay ở phía xa, vậy mà không có ý định tự mình động thủ, bộ dạng sống chết mặc bay thần sắc hàn lập ngưng lại, trường kiếm trong tay run lên, mũi chân mãnh liệt đạp xuống đất, thân hình bắn về phía trước, thân ảnh ở giữa không trung đột nhiên biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên xuất hiện ở phía sau bóng xương trắng, mũi kiếm đâm nghiêng tới hướng lên trên. Đúng là hàn lập sử dụng thần thông nghịch chuyển chân luân, tốc độ nhanh hơn thời gian của mình, cho nên một kiếm này đâm ra thập phần đột ngột. Mắt thấy mũi kiếm muốn đâm trúng phần bụng nó, bóng người xương trắng vậy mà cũng mơ hồ một hồi, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, ở giữa không trung để lại một đám tàn ảnh sương mù chẳng lẽ tên này cũng có thể gia tốc thời gian trong lòng hàn lập nhảy dựng mãnh liệt thân hình lóe lên lần nữa không thấy thời điểm hắn một lần nữa rơi xuống đất liền lập tức một kiếm quét ngang về phía sau lưng bóng người xương trắng kia quả nhiên nhắm mắt theo đuôi lơ lửng sau lưng hắn đồng dạng huy kiếm đâm đến hắn chỉ nghe bong một tiếng vang sắc nhọn hàn lập bị một cỗ đại lực chấn động lùi lại mấy bước bóng người xương trắng cũng đồng dạng trượt lui sau trường kiếm trong tay tức thì bị đạo đạo thanh sắc kiếm khí quét sạch, trực tiếp tán loạn ra. Công thâu cửu đứng nơi xa thấy một màn như vậy, lông mày không khỏi trao lại một cái, xoay chuyển ánh mắt nhìn chăm chú phía trên thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập. chương 505, khí ảnh, Hàn Lập nhìn bóng người xương trắng có hình dáng tương tự mình, khẽ cao mày. Chỉ thấy ngay vị trí bàn tay bóng trắng kia, sương mù màu trắng cuồn cuộn nhẹ, bắt đầu chuyển động kéo dài ra, lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Cuối cùng là vật gì, trong lòng hàn lập nghi hoặc trong đôi mắt sáng lên lam sắc quang mang sau khi thần thông linh mục nhìn qua có thể thấy toàn thân bóng trắng mông lung trong cơ thể có một đoàn hào quang căng rụt có tiết tấu trong cơ thể bóng trắng giao thủ cùng hô môn đạo nhân có quang đoàn màu đỏ hồng cùng lạc thanh hải giao thủ là thân ảnh màu thủy lam về phần hàn lập là thân ảnh có màu vàng kim nhạt trừ những điều đó ra trên thân những bóng người kia cũng nhìn không ra điều gì khác thường ngay lúc hàn lập do dự có nên gọi chân môn bảo luân ra hay không lúc chân thực chi nhãn dò xét đến, trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm có chút suy yếu. Thanh âm đó không ai khác, chính là Nam Kha Mộng. Trên thực tế, tất cả mọi người trong điện đều nghe thanh âm của nàng vang lên bên tai. Chư vị tiền bối, những bóng người xương trắng kia cũng không phải là thực thể, trong cơ thể nó đều chứa lực lượng pháp tắc, nhất nhất đối ứng cùng mỗi người. Trên đầu của nó có một sợi dây nhỏ màu trắng lấy mắt thường không thể nào thấy được, tương liên với ngón tay của tên giám sát xứ kia, mà phía trong lòng của bọn nó, đồng dạng cũng có một đạo tương thông với hậu tâm của mọi người. Hàn Lập nghe được lời ấy, đầu hơi quay lại nhìn xuống ngón tay của công thâu cửu. Quả nhiên, nơi năm ngón tay trái y đều đang lay động không dễ phát giác, động tác kia giống như người múa rối ở thế tục đang biểu diễn. Hàn Lập một bên cẩn thận vung kiếm giao chiến cùng bóng người xương trắng, một bên lại đánh giá tình hình chiến đấu chung quanh, thình lình phát hiện bóng người giao chiến cùng hô ngôn đạo nhân có lực lượng hỏa diễm, mà bóng người giao chiến cùng Lạc Thanh Hải lại có lực lượng hải dương. Lông mày hắn nhíu lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mấy vị đạo hiếu, chớ để lãng phí khí lực giao thủ cùng những bóng người xương trắng này, tất cả bọn chúng đều do giám sát sứ thông qua khí chi pháp tác tạo nên mấy cái bóng như chúng ta, do đó hình dáng, khí tức bọn hắn giống chúng ta như đúc, chúng ta muốn diệt chúng tự nhiên không dễ. Hàn lập truyền âm nhắc nhở, mộng nhi vừa rồi nhắc nhở, nên ta đã thông suốt điểm ấy, thế nhưng lực lượng pháp tắc những thứ này đều giống như chúng ta, làm thế nào mới có thể chiến thắng? Lạc Thanh Hải đáp lại: chớ để lãng phí lực lượng pháp tắc. Những cái bóng xương trắng này có sợi dây liên kết với trên người chúng ta, bọn hắn sử dụng lực lượng pháp tắc đúng là đánh cắp từ trên người chúng ta đấy. Hàn Lập nói tiếp: thì ra là thế, trách không được lão phu cảm thấy lực lượng hỏa diễm trên thân lại tiêu hao cực nhanh, tốc độ so với bình thường quả thực nhanh hơn gấp đôi. Khô ngôn đạo nhân sợ hãi cả kinh, vội truyền âm nói ra: hắn muốn để cho chúng ta tự tiêu hao đợi đến lúc lực lượng pháp tắc khô kiệt, thì là tử kỳ của chúng ta. Giao tam hóa thành lão phụ cũng truyền âm nói ra, lệ đạo hữu nếu đã phát hiện vấn đề, vậy đã có phương pháp giải quyết chưa? Màu da toàn thân si tiêu đã chuyển thành màu đỏ sậm, giống như đẫm máu, hỏi. Những bóng người xương trắng này cũng không có linh thức, thực sự không tự chủ hành động, mà là nhận sự điều khiển của giám sát sứ phát động công kích, dù sao bản chất của thuật này là dựa vào pháp tắc chi khí của hắn duy trì đấy chúng ta chỉ cần tạm thời ngừng sử dụng lực lượng pháp tắc, toàn lực công kích bản thể công thâu cửu, liền có thể phá giải cục diện trước mắt. Hàn lập trầm ngâm trả lời, tốt, thay vì chờ chết, không bằng đánh cược một lần với hắn. Hồ môn đạo nhân tỏ thái độ trước nhất, liền theo đạo hữu đi, ánh mắt lạc thanh hải nhìn về phía nam kha mộng bên kia, gật đầu nhẹ, lúc này nói ra. Sao Tam và Li Tiêu cũng trước sau tỏ vẻ đồng ý. Năm người bàn kế định, sau đó bắt đầu hành động, hỏa diễm đỏ thấm trên người hô ngôn đạo nhân tắt đi, thân hình xoay tròn giữa không trung như là vòi rồng bay vút lên, đâm thẳng vào bóng người xương trắng. Hỏa diễm đỏ thấm trên thân bóng người cũng dập tắt đi, đồng dạng vào tới hô ngôn đạo nhân. Cả hai đụng vào nhau ầm ầm ở giữa không trung phát ra một tiếng nổ rung trời. Hô ngôn đạo nhân bay ngược về, mượn lực phản chấn, thân hình cấp tốc lướt về phía công thâu cửu bên kia. Hầu như cùng một thời gian, mấy người lạc thanh hải cũng đều thi triển thủ đoạn, nhao nhao thoát khỏi bóng người trước mắt, từ nhiều góc độ khác nhau bay vút lên, đồng dạng thẳng đến công thâu cửu. Công thâu cửu thấy thế, lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Khí ảnh thuật của ta bị phát hiện rồi, xem ra có chút xem thường các ngươi. Bất quá, vậy thì thế nào? Y than nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói, vừa dứt lời, tay trái y mãnh liệt co lại, trong hư không lập tức có tiếng nổ lớn. Chỉ thấy những bóng người xương trắng kia lập tức bị một cỗ đại lực giật trở về, hầu như trong nháy mắt liền chắn trước người đám hô môn đạo nhân. Cho rằng không sử dụng lực lượng pháp tắc thì sẽ khác sao. Các ngươi vẫn như cũ không có chút phần thắng, công thâu cửu hơi có ý vị mèo vờn chuột chiêu tức, mở miệng nói ra. Nhưng vào lúc này, hư không phía sau lưng y bỗng nhiên có màu vàng rung động nhộn nhạo, thân ảnh hàn lập bỗng nhiên thoáng hiện, thanh trúc phong vân kiếm trong tay quét ngang ra, chém tới phía trước. Mắt thấy mũi kiếm màu xanh lóe lên tia điện màu vàng, sẽ bổ vào phần eo y đột nhiên thân ảnh công thâu cửu lóe lên bạch quang, biến mất không thấy, mà xuất hiện phía trước lại chuyển biến thành bóng người xương trắng hàn lập. Rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc, y lại đổi vị trí của mình thành vị trí bóng người xương trắng. Xoẹt một tiếng vang, bóng xương trắng kia bị mũi kiếm quét trúng, lập tức bị điện quang của kiếm khí xé rách làm hai nửa, tán loạn ra. Trong hư không cách đó không xa, thân hình công thâu cửu hiện ra, chứng kiến một màn trước mắt, đồng tử cũng hơi co rụt lại, trên mặt nổi lên gân xanh, rốt cuộc đã chính thức nổi giận. Lực lượng thời gian pháp tắc, ngươi họ lệ, lông mày y nhân lại, nhìn về phía Hàn Lập, mở miệng hỏi. Hàn Lập không trả lời, nhưng trong lòng có chút tiếc hận, vừa rồi không thể một kích chém chúng. Nghe nói ra hỏa họ lệ trúc lòng đạo sát hại đào vũ, là nhi tử của đào trưởng lão, hắn còn tu luyện công pháp thời gian chân ngôn hóa luân kinh, sẽ không phải là ngươi chứ. Ngữ khí công thâu cửu càng lúc càng băng hàn, chậm rãi hỏi. Đúng vậy, tên kia là do ta giết đấy. Hàn lập nhếch miệng cười cười, hào phóng thừa nhận, hiện tại ngươi còn có thể cười, chờ ta mang ngươi về giao cho đào trưởng lão, lúc đó xem ngươi còn cười được không. Hắn am hiểu nhất là thủ đoạn rút ra tinh phách nguyên anh luyện chế anh hồn đăng, đến lúc đó đem ngươi điểm lên bàn thờ linh vị đào vũ, ít nhất cũng có thể thiêu đốt 10 vạn năm. Tư vị kia, nói thế nào đây, nếu như vậy, người càng hy vọng bị luyện thành một quả kim hồn đan hơn. Công thâu cửu thay đổi vẻ mặt ôn hòa trước đây, Nét vui vẻ trên mặt trở nên hung ác nham hiểm, thấp giọng nói ra. Tư vị Kim Hồn đan ngược lại ta đã thấy qua, cũng không biết Nguyên Anh Ngọc Tiên có thể luyện thành đan gì. Tư vị sẽ như thế nào? Thần sắc Hàn Lập không đổi, vừa cười vừa nói, dứt lời, hắn bước tới phía trước một bước, vung trường kiếm lên, chủ động tấn công Công Thâu Cửu. Cuồng vọng, sắc mặt Công Thâu Cửu bỗng nhiên trầm xuống, ngón tay trái khẽ động, tiếp tục khống chế bóng người xương trắng dây dưa cùng mấy người hô môn đạo nhân, tay phải chảo một cái vào hư không một thanh trường kiếm rất nhỏ trắng muốt như ngọc xuất hiện trong tay, chỉ thấy trường kiếm đi qua, trong hư không tựa hồ có đạo khí lưu mông lung tuôn ra, hóa thành một đạo kiếm khí tiêm mỏng có thể so với phong nhận, chém về phía Hàn Lập. Trong đôi mắt Hàn Lập có ánh sáng màu lam trầm tính, có thể thấy rõ quý thích những khí lưu phong nhận này, cũng có thể cảm nhận được chấn động nó truyền qua. Trường kiếm trong tay hắn huy động liên tục, từng tầng kiếm khí màu xanh như linh quang hộ thể bao phủ chung quanh hắn, nho nhào đón đỡ những mũi kiếm khí lưu kia cách ba thước trước người trong lòng hàn lập không khỏi có chút sợ hãi thán phục pháp tắc lực lượng có sự phân chia mạnh yếu người vận dụng cũng vậy mà người trước mắt này lại có thể vận dụng pháp tắc chi khí đến cảnh giới như thế thật đúng là không phải những tu sĩ kim tiên như bọn hắn có thể so sánh được bởi vì bị linh vực công thâu cửu áp chế hàn lập phí hết một phen công phu mới hiểm trở phá vỡ tầng tầng khí lưu mũi kiếm kéo gần khoảng cách với công thâu cửu chỉ thấy một tay hắn kết kiếm quyết trường kiếm trong tay khẽ múa giữa không trung lập tức tầng tầng ánh sáng kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành kiếm ảnh như hoa sen ngưng tụ nở rộ tiếp theo lại như trận bão bắn nhanh về phía công thâu cửu lông mày công thâu cửu co lại giơ ngang kiếm trước người cổ tay khẽ đảo mũi kiếm đảo qua một cái như mặt quạt trước người một tầng tường khí màu trắng cực lớn đột nhiên sinh ra từ hư không bong 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 bên trong đại điện thanh âm bong bong không ngừng vang lên ánh sáng kiếm ảnh màu xanh nhao nhao đâm trúng tường khí màu trắng đâm sâu vào bức tường được ba tắc liền ngừng lại không tiến tới được xem ra ta đã đánh giá cao ngươi rồi công thâu cửu thấy thế lại có vẻ thất vọng nói khóe miệng hàn lập câu dẫn ra một vòng vui vẻ đưa tay gảy nhẹ lên thân thanh trúc phong vân kiếm một cái chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn ánh sáng kiếm ảnh màu xanh đồng thời tăng vọt hào quang nổ ra một cỗ sóng khí hỗn hợp hai màu xanh trắng cuồng bạo vô cùng lập tức tăng ra thành một cái vòng tròn thật lớn quét ngang bốn phương tám hướng những nơi sóng khí đi qua hư không chấn động không thôi làm cả tòa đại điện đều rung mạnh theo. Ngay chỗ mái vòng kim điện, nguyên bản lấy lò đan phỉ thúy làm hạch tâm, nhưng lò đan lại bị kim đồng ăn hết, pháp trận minh khắc trong đại điện cũng bị phá hủy, bây giờ dưới trùng kích của man lực, trên mặt tường vậy mà mơ hồ hiện ra vết rạn. Khoảng cách giữa công thâu cửu và vị trí bạo tạc nổ tung là gần nhất, thân hình y không nhịn được thang 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 lui về phía sau. Còn chưa kịp đứng vững thì phía sau y bỗng có một bóng người đỏ thẫm đánh tới. Tinh thần công thâu cửu ngưng tụ, thân thể bỗng nhiên vặn vẹo theo một đường cong quỷ dị, chăm chú nhìn lại, đúng là hô môn đạo nhân đang cầm trường kiếm hỏa diễm chém xuống đầu y. Y lập tức nâng tay phải lên, đưa trường kiếm rất nhỏ trong tay đón đỡ trường kiếm hỏa diễm của hô môn đạo nhân. Bong một tiếng kêu sắc nhọn, xích diễm huy hoàng va chạm kịch liệt với khí lưu vô hình, kiếm khí kích động, ánh lửa bắn ra bốn phía. Ngay lúc mũi kiếm hai người tấn công, trong nháy mắt dị biến phát sinh lần nữa. Chỉ thấy cái túi sau lưng hô ngôn đạo nhân cõng theo bỗng nhiên sáng đỏ lên, một cái hồ lô đỏ thắm đột nhiên bay nhanh ra, dừng trên đầu hai người công thâu cửu, miệng hồ lô hướng xuống dưới. Mặt ngoài hồ lô lập lòe bất định phù văn cổ triện, toàn thân ánh đỏ thông thấu, từ trong truyền ra trận trận khí thức nóng rực. Cái này là, trong lòng hàn lập khẽ động, lẩm bẩm nói. Không đợi hắn nói xong, ngay miệng hồ lô đỏ thấm liền phát ra ba một tiếng vang nhỏ, mở ra. chương 506, tội tình gì? Một tiếng long ngâm rõ to vang lên, trong khoảnh khắc vang dội cả tòa đại điện chỉ thấy một con trúc long màu đen tráng kiện vô cùng từ trong miệng hồ lô đỏ thấm sông ra, toàn thân quấn quanh liệt diễm màu đen, dương miệng máu dữ tợn cắn tới công thâu cửu. Bách Lý đạo chủ, Lạc Thanh Hải thấy thế cả kinh, nhịn không được kêu lên. Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng lập tức hiểu ra, hô môn đạo nhân trăm phương ngàn kế nhờ hắn tương trợ để đoạt một quả thái ất đan, hơn phân nửa không phải vì bản thân, mà là vì cứu vất thân thể Bách Lý Viêm mà lão một mực mang trên lưng. Ngày xưa Tiêu Tấn Hàn một tay chủ hoạch, thời điểm đệ nhất đạo chủ trúc long đạo là bách lý viêm xuất quan giảng đạo tông môn đã xảy ra chuyện nội loạn đại quy mô kim tiên đạo chủ âu dương khuê sơn phối hợp với bắc hàn tiên cung nội ứng ngoại hợp vây công bách lý viêm không chỉ khiến cho lão khổ tâm chuẩn bị đến vạn năm sắp trùng kích thái ất cảnh phá sản đồng thời đánh cho trọng thương mà chạy may mà hô môn đạo nhân cũng thoát khỏi bắc hàn tiên cung đuổi giết ly khai trúc long đạo về sau lại tìm được bách lý viêm lại nghĩ cách mang lão trên người mục đích dĩ nhiên chính là thái ất đan bên trong minh hàn tiên cung rồi. Chỉ là tại sao hồ môn đạo nhân lại sớm biết rõ, bên trong tiên phủ sẽ có loại bảo vật thái ất đan này. Từ lúc Bách Lý Viêm biến thành Trúc Long với miệng máu chống đỡ công thâu cửu, hồ môn đạo nhân cũng đã lui ra. Chỉ thấy Trúc Long màu đen mở miệng lớn, phun ra hắc diếm cuồn cuộn, thoáng cái nuốt sống công thâu cửu vào. Những người đang giao chiến với những bóng người xương trắng lập tức phát hiện những bóng trắng kia tựa hồ tạm thời thoát ly sự khống chế của công thâu cửu, trong nháy mắt động tác trở nên chậm lại. Cho nên bọn họ nhao nhao ra tay, rất nhanh đánh tan toàn bộ. Chờ những bóng người xương trắng biến mất, thân hình mọi người lại chấp liên tục, đều vây quanh phía bên này. Ước chừng hơn 10 hơi thở sau, miệng khổng lồ trúc long thu lại, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành hình dáng cỡ tiểu xà, áng giữ trên hồ lô đỏ thấm. Thái ất đan mặc dù có thể trợ giúp ta khôi phục, thanh trừng nghiệp hỏa trong cơ thể ta, nhưng dù sao cũng cần có thời gian luyện hóa từng điểm mới được. Hôm nay ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi như vậy." Trúc Long mở miệng nói tiếng người, rất nhanh nói ra. "Không sao, trước ngươi tạm thời tĩnh dưỡng, chờ chế nãi chuyện chữa thương." Hồ môn đạo nhân lập tức nói, thân hình bách lý viêm lập tức bò vào miệng hồ lô, rơi thẳng vào trong đó. Hồ môn đạo nhân thấy thế, lập tức thu hồi hồ lô đỏ thấm, đeo lại bên hông. Lần này y đến và đi thật sự quá nhanh, thế cho nên mấy người Lạc Thanh Hải có chút không kịp phản ứng, bất quá y cũng đã giúp bọn họ đại ân chẳng những để cho bọn họ thoát khỏi những cái bóng dây dưa, còn khốn trụ được công thâu cửu. Chư vị, mau mau thi triển thủ đoạn luyện hóa thân thể công thâu cửu, lại giam cầm nguyên anh của hắn. Thần sắc lạc thanh hải ngưng trọng nói, mọi người tự nhiên cũng hiểu rõ lợi hại trong đó, nhào nhào tay kết pháp quyết thi pháp về hướng hắc diễm chưa kịp tản đi. Chỉ thấy xích diễm, ánh sáng màu lam, kim điện, tiêm máu, theo năm phương hướng đồng thời dũng mãnh tiến vào trong hắc diễm lập tức đè ép ngọn lửa màu đen thành một viên cầu hỏa diễm lớn hơn một trượng, tất cả các loại sức mạnh hòa nhập vào trong đó, luyện hóa công thâu cửu. Hai mắt hàn lập lóe ra lam sắc quang mang, nhìn chằm chằm vào trong viên cầu hỏa diễm, thình lình hắn phát hiện bên ngoài thân công thâu cửu còn che phủ một tầng dưới tường khí hình tròn trong suốt, ngăn cách hỏa diễm cùng các loại lực lượng phát tác ra ngoài. Hơn nữa trên tường tầng khí hiện ra một tầng hào quang màu hồng, càng ngày càng sáng lên. Trong mắt mọi người, bao gồm cả Hàn Lập hiện lên vẻ kinh ngạc, không hẹn mà cùng muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Ầm một tiếng vang thật lớn, một cổ sóng khí cuồng bạo vô cùng như bài sơn đảo hải áp tới bốn phương, cuốn lấy ngọn lửa màu đen cùng nhiều loại lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt trùng kích đánh bay mọi người chung quanh ra ngoài. Phanh, phanh phanh phanh, cung điện màu vàng óng đã lung lay sắp đổ, giờ phút này bị mấy người va chạm liên tiếp, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, sập xuống ầm ầm. Mái vòm nổ tứ tán, phòng vách ngăn cũng sụp xuống thành một vùng phế tích. Còn không đợi mấy người đứng lên trong phế tích thì thân hình công thâu cửu đã lóe lên thoát ra. Ta vốn có lòng từ bi, muốn mời mấy vị đi tiên đình sám hối trăm vạn năm, để biết lạc đường mà quay về. Xem ra chư vị không thể lĩnh hội ân tình của ta, vậy chớ trách ta vô tình. Công thâu cửu khẽ thở dài, chậm rãi nói ra, dứt lời, hai tay của y vung lên trước người, năm đạo huyến quang màu sắc rực rỡ từ đầu ngón tay thoáng hiện, từ bên trong bay ra năm pháp bảo hình dáng như lông vũ loài chim, bay tới phía mấy người hàn lập. Hàn lập chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía trên lông vũ có hào quang mê huyến, làm cho người nhìn không rõ lắm, phía trên truyền đến từng trận chấn động pháp tắc như có như không, trong lòng hắn hơi kinh ngạc, vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Cổ tay giao tam rung lên, một cái vòng bạc điêu khắc mật phân cổ sơ từ cổ tay nàng bay thấp xuống, xoay tròn ngăn trước người nàng, nở rộ mảng lớn ngân quang chói mắt. Hai tay si tiêu tức thì vẽ một vòng cung trước người, gọi ra một khối giáp bài màu vàng, kim quang lóe lên hóa thành một tấm thuẫn hình vuông vàng óng ánh, chắn trước người. Bên trong đại điện, từng tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Trường kiếm trong tay Hàn Lập trực tiếp bị đánh ra một độ cong khoa trương tới cực điểm, thân kiếm trùng trùng điệp điệp đụng vào ngực của hắn, đánh hắn bay thẳng ra ngoài mấy trăm trượng, đụng vào bên trong triển núi. Lạc Thanh Hải dùng một kiện pháp bảo ngọc phiến, bị lông vỗ trực tiếp đánh vỡ nát, đầu vai tức thì bị xuyên ra một lỗ máu thật lớn, toàn bộ cơ thể bay rất ra ngoài gần nghìn trượng, xuyên vào dưới mặt đất. Giao Tam thế ra vòng tay màu bạc cũng bị nghiền nát, thân hình đồng dạng bay ngược ngã văng ra ngoài, bất quá thoạt nhìn tựa hồ không có bị thương. Về phần si tiều, bị lông vũ kia đánh nát tấm thuẫn, quán xuyên đầu lâu, Nguyên Anh cũng bị công thâu cửu lấy thế xét đánh không kịp bưng tai thu vào trong tay áo. Hồ môn đạo nhân vừa rồi vì tìm kiếm hồ lô đỏ thấm bị rớt xuống, phản ứng vốn chậm một nhịp, chờ lão phục hồi tinh thần lại thì lông vũ đã đến trước ngực cách lão ba thước, căn bản không cách nào tránh né. Trong thế nhìn cân treo sợi tóc, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ bên cạnh phóng đến nhanh như thiểm điện, lấy một loại tư thái khẳng khái giống như chịu chết, chắn trước người của lão. Vân Nghe, trong miệng hô môn đạo nhân cùng Âu Dương Khuê Sơn đồng thời kinh hô một tiếng. Một người vội vàng kéo cánh tay của nàng ra, người còn lại thì quanh thân nhuộm đỏ, dùng bí thuật huyết độn đuổi theo, cuối cùng trong nháy mắt lại lách mình chắn trước người Vân Nghe. Phốc một âm thanh vang lên, lông vũ kia lóe ra ngũ thải hà quang, phá vỡ mấy quang cháo hộ thể, xuyên qua mi tâm Âu Dương Khuê Sơn, trực tiếp quấn đầu lâu cùng thức hải của gã thành phấn vụn. Thân thể ba người bọn họ trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau, đồng thời chất chồng lên bay ngược ra ngoài ngã rơi xuống đất khuôn mặt phân nghê tràn đầy vẻ kinh ngạc liền tranh thủ đỡ âu dương khuê sơn lên lại phát hiện cặp mắt của gã đã mất đi thần thái chỉ là khóe miệng còn treo một tia thỏa mãn vui vẻ Hồ môn đạo nhân thấy tình hình này thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp tội tình gì người lại làm vậy phân nghê nhìn thoáng qua hồ môn đạo nhân lại nhìn âu dương khuê sơn đã bao nhiêu năm chưa từng rơi lệ giờ thì nhòe nước mắt tại trúc long đạo Kỳ thật nàng biết Âu Dương Khuê Sơn sớm hơn một chút, hai người lại còn cùng xuống núi đi du lịch. Tâm ý của Âu Dương Khuê Sơn đối với nàng, nàng vẫn luôn biết rõ. Chỉ là chuyện tình cảm, chưa bao giờ phân thứ tự đến trước hay sau, chưa bao giờ là công bằng ngang nhau. Lúc này, một tiểu nhân nguyên anh màu vàng lớn vài tấc bỗng nhiên từ đan điền Âu Dương Khuê Sơn bay ra, thoạt nhìn kim quang mặt ngoài ảm đạm, có vẻ đang hấp hối, duy có đôi mắt nhỏ không chớp nhìn Vân Nghê. Đáng giá không, mắt Vân Nghê đỏ hồng, hỏi ta cả đời này, luôn theo khuôn phép cũ, truy cầu tiên đạo, mưu toàn một ngày nào đó có thể tùy ý tùy tâm, mang theo tiên lữ ngao du một phương tiên vực này. Tiếc là không làm gì được, tu vi càng cao, cản tay càng lớn. Hôm nay, cuối cùng có thể tùy tâm làm một lần rồi, có gì không đáng. Nguyên Anh Âu Dương Khuê Sơn nói ra đứt quãng, tốt cho một câu tùy tâm làm. Âu Dương Khuê Sơn, người rất tốt, yên tâm, ta sẽ giúp người phục sinh. Hồ Ngôn Đạo Nhân cười nói, trở tay lấy ra một hộp gỗ tử đàn to cỡ lòng bàn tay. Âu Dương Khuê Sơn nhìn lão một cái, yên lặng bay vào trong hộp tử đàn. Lúc này, Hàn Lập đã từ triền núi bay trở về, rơi xuống bên cạnh hô ngôn đạo nhân. Hắn tự nhiên thấy được một màn lúc trước Âu Dương Khuê Sơn ngăn cản thay Vân Nghê, thân sắc trên mặt tuy không đổi, nhưng trong lòng khẽ động, không khỏi coi trọng vài phần đối với Âu Dương Khuê Sơn. Giao tam liếc qua thi thể si ly tiều, sau đó bay xe tới bên này, chỉ có Lạc Thanh Hải không còn động tính, cũng không biết có phải đã mất đi thần thức ngất đi hay không. Không biết có phải do lúc trước vận dụng lông vũ kia tiêu hao quá lớn, hay là duyên cớ gì khác, lúc này sau một kích, công thâu cửu cũng không tiếp tục phát động công kích, mà đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Vì cái gì một mực không chịu sử dụng lực lượng pháp tắc thời gian, chẳng lẽ còn muốn giữ lại thực lực, mượn cơ hội trốn chạy để khỏi chết. Thần sắc giao tam bất thiện nhìn hàn lập, ngữ khí băng lãnh truyền âm nói. Ta có một đòn sát thủ một kích có thể giết chết người này, chỉ là lúc trước tiêu hao quá khổng lồ, cần bảo tồn lực lượng pháp tác dùng cho lúc mấu chốt, bây giờ còn không phải lúc. Hàn lập lắc đầu, trả lời, hy vọng lời ngươi nói không giả, lần này có thể chạy thoát, ta có thể cho ngươi một tầng sau công pháp luyện thần thuật. Mặt khác, bằng tu vi ngươi bây giờ, cũng đừng nên nghĩ có thể chạy thoát một gã tu sĩ thái ất cảnh đuổi giết. Khẩu khí của Giao Tam không chút biến hóa, lạnh lùng nói ra. Giao Tam đạo hữu cũng chưa có dấu nghề. Trong khi nói chuyện, hắn nhìn như tùy ý liếc qua bốn phía, chỉ thấy hai gã thương lưu cung mặt trắng bệch nhìn qua hàn lập. Mà hai người đã giết chết một chấp kích khôi lỗi, nhưng cũng bị thương không nhẹ, giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, đã không còn sức tái chiến. Tuyết Anh lại không có ý định buông tha hai người, đuổi tới bọn họ. Nam Kha mộng lúc trước cũng bị trùng kích bay ra ngoài, giờ phút này cũng không biết đã rơi vào nơi nào. Tên Kim Tiên đạo chủ Trúc Long đạo kia đã không còn Âu Dương Khuê Sơn hiệp trợ, bị chấp kích khôi lỗi đánh cho liên tục bại lui, chắc hẳn nửa khắc đồng hồ sẽ triệt để bại trận. hô ngôn đạo hiếu, hai người các ngươi đi trợ giúp vị đồng môn kia một tay đi, nơi đây để chúng ta ứng phó. Hàn lập bỗng nhiên mở miệng nói với hồ môn đạo nhân cùng Vân nghe Ngươi, hồ ngôn đạo nhân có chút ngoài ý muốn, trần chờ nói. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, nhiều người cũng không ích lợi gì, muốn đối phó người này, chỉ sợ chỉ có thể đi nước cờ hiểm thôi. Hàn lập cười cười, nói ra, được rồi, dù sao tiểu tử ngươi cũng có nhiều môn đạo, là lão phu suy nghĩ không thấu. Chuyện lần này, nếu còn có cơ hội, nhất định mời người uống một vò, mộng xuân thu, do lão phu mới điều chế. Hồ ngôn đạo nhân cũng không trần trừ nữa, cười nói. Một lời đã định, hàn lập cười đáp ứng. Trường 507, muốn giết người nào? Thái ất đan này cuối cùng có hiệu dụng như thế nào? Xem bộ dạng bọn lạc thanh hải đuổi theo như Việt, chắc hẳn không đơn giản là đan dược chữa thương đỉnh dai nhỉ. Mắt thấy hồ ngôn đạo nhân quay người, hàn lập bỗng nhiên truyền âm hỏi thái ất đan tự nhiên không phải là đan dược chữa thương chính là cực phẩm linh đan mà tu sĩ kim tiên ước mơ tha thiết muốn mà không thể cầu hô môn đạo nhân giải thích kỳ danh là thái ất chẳng lẽ thật sự có quan hệ với việc tiến giai thái ất cảnh trong lòng hàn lập khẽ động nói ra không sai tác dụng mấu chốt nhất của thái ất đan chính là trợ giúp tu sĩ kim tiên đỉnh phong chống cự đệ ngũ suy chi kiếp hô môn đạo nhân gật đầu nói thì ra là thế sau khi hàn lập nghe xong trong lòng mừng thầm không thôi tầm quan trọng của thái ất đan đối với kim tiên, không khác gì kim hồn đan đối với chân tiên, chỗ chân quý chỉ có hơn chứ không kém. Mà cuối cùng hắn lấy được quả thái ất đan kia, hiển nhiên là quả dược phẩm cao dai nhất trong cả lô đan, hiệu quả không cần nói cũng biết. Hồ ngôn đạo nhân thu hồi thi thể Âu Dương Khuê Sơn, cùng vân nghe phi độn về hướng bộ chấp kích khôi lỗi còn sót lại. Hàn lập đứng thẳng người, dò xét trạng thái thân thể một chút, tay nắm chặt thanh trúc phong vân kiếm, liếc nhìn giao tam một cái, ý bảo nàng chuẩn bị động thủ. Vào thời khắc này, một tiếng nổ nặng nề từ trên ghế ngồi màu vàng truyền đến, cả tòa đại điện cũng rung theo. Đại điện tuy đã tan vỡ sụp xuống, nhưng chỗ ngồi đó vẫn không hư hao chút nào. Cỗ thi thể trên chỗ ngồi kia bỗng nhiên ngồi thẳng lên, toàn thân tản mát ra hôi quang vô cùng nồng đậm. Màn hào quang màu vàng tựa hồ cảm ứng được gì đó, tản mát ra kim quang mãnh liệt, vô số phù văn màu vàng lớn gỡ lòng bàn tay hiển hiện ra, nối thành một mảnh. Bất quá như vậy cũng không cách nào ngăn cản hôi quang từng đạo hôi quang trói mắt từ trong khe hở phú văn phóng ra chiếu xạ chung quanh thành một mảnh xương mù màu xám Hạc hạc, hạc hạc, một hồi tiếng cười to thoải mái đột nhiên từ trong màn hào quang màu vàng truyền ra tiếng cười kia cũng không lớn nhưng trong đầu đám người tại đây lại đau đớn một hồi phảng phất có vô số cương châm nung đỏ đâm vào thần hồn mọi người tại đây kinh hãi vội vàng vận chuyển công pháp bảo vệ thần hồn thối lui về phía sau ánh mắt hàn lập chớp lên thân hình đồng dạng bay vụt về phía sau Công thâu cửu cũng cả kinh, không có truy kích mọi người, xoay chuyển ánh mắt nhìn lại hướng màn hào quang màu vàng. Bóng trắng lóe lên, thân hình tuyết oanh đã rơi vào bên cạnh công thâu cửu, cũng thuận theo ánh mắt công thâu cửu nhìn về phía màn hào quang màu vàng. Hôi quang cuồn cuộn bên trong màn hào quang màu vàng, chín đạo hôi quang giống như khói khí từ trong màn hào quang bắn ra, quấn quanh chín cây cột đá bên cạnh chỗ ngồi, nhẹ nhàng xiết một cái. Lạch cạch một tiếng, chín cây cột đá thình lình bị cắt đứt một cách đơn giản màn hào quang màu vàng lập tức rung động lắc lư không thôi mặt ngoài hiện ra từng vết dạn sau đó phanh một tiếng vỡ vụn ra trong ánh sáng màu vàng đầy trời như mưa chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi trong hư không quần áo trên người bay múa cuốn động bồng bềnh như tiên đúng là trung niên đạo sĩ trên chỗ ngồi kia khóe miệng người này cười mỉm chắp tay đi bao quanh thân là một tầng hôi quang nhàn nhạt, nhạt thoạt nhìn không khác gì tu sĩ bình thường chỗ đặc thù khác duy nhất chính là hai mắt trung niên đạo sĩ này có màu xám trong mắt trắng không thấy đồng tử hai con mắt mê mê man man cực kỳ quỷ dị công thâu cửu thấy rõ dung mạo trung niên đạo sĩ thân tình lập tức biến đổi trong lúc kinh ngạc còn có một tia nghi hoặc công thâu thế bá ngài nhận ra người này tuyết oanh ở một bên hỏi thật không nghĩ tới nơi đây còn có một tên hôi tiên thật không uổng công tới đây một chuyến hai con người công thâu cửu như lão ưng nhìn chằm chằm vào trung niên đạo sĩ có vài phần ngưng trọng nói ra đám người lạc thanh hải hô môn đạo nhân nghe vậy sắc mặt đều biến đổi. Lạc Thanh Hải như tị sa hạt, không nói hai lời phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu lam như nước, bao trùm đám người thương lưu cung bay ngược ra xa. Gã kim tiên tóc trắng trúc lòng đạo cũng lập tức phi thân lui về phía sau, kéo ra khoảng cách với trung niên đạo sĩ. Hai người hô môn đạo nhân, vân nghê liếc nhìn nhau, cũng lui về sau một khoảng cách. Hàn lập thấy mọi người phản ứng như vậy, trong lòng khẽ động, thân hình nhoáng một cái, cũng thối lui đến bên cạnh đám người hô môn đạo nhân, đồng thời truyền âm dò hỏi, hô ngôn đạo hiếu, cuối cùng hôi tiên là như thế nào? Tuy tàn hồn lão đạo kia đã nói với hắn một ít sự tình về hôi tiên cùng hôi giới, bất quá cũng không có nói tỉ mỉ, xem phản ứng của mọi người lúc này, tựa hồ cực kỳ sợ hãi đối với hôi tiên. Lệ đạo hiếu có chỗ không biết, Bắc Hàn tiên vực chúng ta kỳ thật tên gọi là Minh Hàn tiên vực, năm đó bởi vì một trận đại chiến diệt thế, toàn bộ tiên vực một phân thành hai, mới tạo thành tình huống hiện tại. Nguyên nhân trận đại chiến diệt thế kia chính là do hôi tiên xâm lấn, Hồi tiên là một loại tồn tại đối địch với tiên nhân, về phần đến từ nơi nào thì không rõ, nghe nói bọn hắn có thể thôn vệ tiên nhân. Trận đại chiến năm đó, toàn bộ thế lực tông môn minh hàn tiên vực hợp lực, cộng thêm một ít tiên vực khác tương trợ, mới đánh lui những hồi tiên kia, nhưng gần nửa tông môn của minh hàn tiên vực bị diệt, rất nhiều tộc quần bị diệt sạch. Về sau không có nghe tin tức hồi tiên nữa, hồ môn đạo nhân nhanh chóng nói ra, sự tình lớn như thế, tại sao trước giờ ta chưa từng nghe qua? Hàn Lập nghe vậy trong lòng dùng mình, lại hỏi, trận đại chiến năm đó, niên đại đã quá lâu, hơn nữa thiên đình một mực tận lực che giấu việc này, vì vậy hiện tại toàn bộ Bắc Hàn tiên vực cũng chỉ có các tông môn đứng đầu như Trúc Long Đạo, Thương Lưu Cung mới có ghi chép một chút về trận đại chiến kia. Niên kỷ của ngươi không cao, thời gian vào tông lại ngắn, sự tình tuyệt mật bực này tự nhiên là không thể nào biết được. Hồ Ngôn Đạo Nhân tiếp tục nói, Hàn Lập nghe vậy, trong đầu không khỏi nhớ lại lời nói tàn hồn lão đạo trước đây, trong lòng nghiệm chứng một chút, gật đầu nhẹ. Vào thời khắc này, một đạo hào quang đỏ sẫm bay vụt tới rơi vào bên cạnh trung niên đạo sĩ, hiện ra thân ảnh giao tam, hơi cúi đầu với trung niên đạo nhân. Chúc mừng Mạc Vũ chân Nhân, tái nhập tiên giới. Mắt thấy cảnh này, đám người lạc thanh hải cả kinh. Không nghĩ tới, người luân hồi điện này cùng gã hôi tiên này vậy mà có quan hệ. Lúc này Hàn Lập nhìn về phía trung niên đạo sĩ, trong ánh mắt đồng dạng mang theo vài phần ngạc nhiên. Lúc trước hắn biết được từ tàn hồn lão đạo, luân hồi điện cấu kết cùng hôi tiên, cho nên giao tam có liên quan với hôi tiên lại không có kinh ngạc. Bất quá trước đây hắn bán tín bán nghi đối với lời nói của tàn hồn lão đạo, bây giờ không biết lão dùng thủ đoạn gì, cưỡng ép chiếm cứ cố hoạt thi này, mà cố hoạt thi này tựa hồ chính là mặc vũ năm đó mà chính miệng lão nói ra. Căn cứ lời nói của tàn hồn lão đạo, mặc vũ kia là tên gã thái ất hôi tiên dẫn phát hôi tiên xâm lấn bắc minh tiên vực. Nhưng lão đạo kia nói, mặc vũ lại là một nữ đệ tử của minh hàn tiên quân, nhưng người trước mắt này rõ ràng là một nam nhân đây là chuyện gì xảy ra ý niệm trong đầu hàn lập chuyển động ánh mắt chấp động không thôi ngươi chính là mạc vũ năm đó nguyên lai like từ đó tới nay đều trốn ở minh hàn cung công thâu cửu nghe vậy sắc mặt đột nhiên trì trệ a à, thậm chí có người nhớ kỹ ta đúng rồi ngươi là người phương nào trung niên đạo sĩ không để ý chút nào tới công thâu cửu tựa hồ không nhìn thấy đối phương ánh mắt liếc nhìn giao tam hỏi luân hồi điện giao tam Giao Tam trả lời, vừa dứt lời, trên người nàng lập lòe ánh sáng màu đỏ, bên ngoài thân nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt biến thành một nữ tử quần đỏ thướt tha, chỉ là trên mặt nàng đeo một mặt nạ đầu rồng màu đỏ, nhìn không thấy dung mạo. Giao Tam, lần này nhận ra ngươi rồi, nói đi, ngươi muốn giết người nào? Ánh mắt Mạc Vũ quét một vòng, lập tức nói ra. Giao Tam nghe vậy, không có lên tiếng, ngón tay chỉ nhẹ về phía công thâu cửu, sau đó lui qua một bên. Mạc phố xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại hướng công thâu cửu, mỉm cười, cũng dừng lại trên thân hàn lập một chút. Tiểu tử, không thấy một hồi mà ngươi đã chật vật như thế rồi, thật sự là phí công trả đạp trí tôn pháp tắc. Đợi bổn tỏa trước trả nợ nhân tình, lại cùng ngươi tán gẫu. Mặc vũ nhìn bộ dạng chật vật của hàn lập, cười hắc hắc nói. Những người còn lại nghe vậy, đều nhìn về phía hàn lập, thần sắc hiện ra một tia khác thường. Lệ tiểu hiếu, ngươi cùng gã hôi tiên này rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Hồ ngôn đạo nhân truyền âm hỏi nói ra rất dài dòng, ta và hắn là bèo nước gặp nhau ở một chỗ trong cung điện, ta thuận tay mang ra ngoài thôi. Người này là địch hay là bạn, vẫn còn chưa biết được. Trong lòng Hàn Lập cười khổ một tiếng, truyền âm trả lời. Chẳng lẽ thật đúng là ngươi đã tiến vào Nguyệt Hoa Điện trong truyền thuyết? Hồ Môn Đạo Nhân mở chừng hai mắt hỏi, bây giờ xem ra, tựa hồ là như vậy. Hàn Lập nói, lúc này, ánh mắt Mạc Vũ lần nữa rơi vào trên thân công thâu cửu. Ta Mạc Vũ có ân tất báo, vậy xin lỗi vị thượng tiên này rồi. Xin hỏi, người muốn chết như thế nào? Mạc Vũ nói ra, trong khẩu khí có điểm bất đắc dĩ. Hừ, bây giờ hồn phách ngươi vừa mới trở về vị trí cũ, cảnh giới bất ổn, muốn kéo dài thời gian khôi phục. Ngây thơ, công thâu cửu khẽ cười một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, bạch khí cuồn cuộn trước người, mười thân ảnh màu trắng hiển hiện ra, từng cái lớn gấp mấy lần so với trước, bay về phía Mạc Vũ. Ai nha nha, đúng là không tốt, vậy mà bị ngươi nhìn ra, chẳng lẽ người giám sát xứ đều trở nên thông minh như vậy mặc vũ nhìn như vui sướng hoa chân múa tay một hồi nhưng liền có một đạo hôi quang từ lòng bàn tay bắn ra tiếp đó nghiêm sắc mặt nói trên thực tế giết ngươi ta chỉ cần dùng một chiêu vừa nói xong phanh một tiếng hôi quang bỗng nhiên nổ bể ra hóa thành vô số quang tia màu xám phát ra thanh âm suy suy. tốc độ những quang tia màu xám này cực nhanh số lượng lại rất nhiều trải rộng rậm rạp chẳng chịt mấy trăm trượng trong không gian trong nháy mắt xuyên thủng những thân ảnh màu trắng này, một cái cũng không bỏ sót. Mười thân ảnh màu trắng bị quang tia màu xám xuyên thủng, thân hình lập tức dừng lại, sau đó bạo liệt ra ầm ầm, hóa thành sương mù phiêu tán đầy trời. Đám người Hàn Lập lộ vẻ kinh hãi, những quang tia xám này thật không ngờ lợi hại như vậy, trong nháy mắt lại tiêu diệt 10 cái thân ảnh màu trắng mà bọn họ lâm vào khổ chiến mới làm được. Quang tia màu xám xuyên thủng những thân ảnh màu trắng này, sau đó không ngừng chút nào, tiếp tục phô thiên cái địa vào tới phía công thâu cửu. Công thâu cửu thấy tình hình này, trên mặt không kinh hoàng chút nào, há miệng phun ra một đoàn bạch quang, quay tròn, biến thành một mặt cổ kính màu trắng. Mặt ngoài cổ kính đại phóng bạch quang, vô số phù văn bay ra, cuồn cuộn bất định, hóa thành một quang kén màu trắng dày đặc, bảo vệ chặt chẽ thân thể của y trong đó. Mặc vũ thấy vậy, trong tay biến đổi pháp quyết, những quang tia màu xám sáng ngời mãnh liệt, hội tụ lại một chỗ, trong dây lát hóa thành một mũi tên màu xám to cỡ miệng bát, một cỗ khí thức âm lãnh mãnh liệt từ trên mũi tên ánh sáng tán phát ra, cỗ khí thức này khác với bất luận pháp tắc nào, nhưng cũng không kém cỏi so với bất luận pháp tắc nào. Trung quanh mũi tên ánh sáng hiện ra từng đạo hôi quang dạng đinh ốc, cấp tốc xoay tròn, phát ra tiếng kêu ô ô đáng sợ, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Chương 508, cơ hội tốt, quang kén vừa mới thành hình, quang tiến màu xám cũng đã điện xạ tới, hung hăng đánh lên quang kén màu trắng. Giặc giặc, bạch sắc quang kén vỡ vụn giống như vỏ trứng vậy, lộ ra thân ảnh công thâu cửu ở bên trong, thân thể rõ ràng đã bị quang tiến màu xám đâm thùng. Ngực công thâu cửu bị xuyên thủng thành một cái lỗ lớn, trong chốc lát sắc mặt gã biến thành màu xám trắng, máu tươi từ thất khiếu chảy ra, thân hình rơi thẳng từ trên không xuống. Một gã thái ất ngọc tiên vậy mà chỉ sống dưới tay hôi tiên mặc vũ vẻn vẹn được một cái hô hấp. Thấy thế, trong lòng hàn lập cả kinh, nhưng trong lòng cũng không dám buông lỏng. Nhưng mà sau một khắc, xuất hiện một màn quỷ dị thi thể công thâu cửu đang rơi xuống chợt tan rã, hóa thành một đoàn xương mù màu trắng, phiêu tán ra. Ngay sau đó, hư không sau lưng mặc vũ lóe lên, một bóng người hiện ra, đúng là công thâu cửu. Y vừa mới hiện thân, không nói hai lời há miệng phun một cái. Một đoàn quang mang ngũ sắc chói mắt bắn ra, bên trong hào quang là một viên tinh thạch bán trong suốt, hình dáng kỳ dị, phía trên quấn quanh từng đạo ngũ sắc hồ quang điện chói mắt, rung động xì xì, tản mát ra một cỗ khí tức lôi điện thiên phạt cực kỳ đáng sợ thiên phạt lôi thạch, sắc mặt mặc vũ biến đổi, lập tức quay mình tránh sang bên cạnh, đồng thời quanh thân vù vù một cái, một ngọn lửa màu xám hiện ra, hình thành một tầng bảo hộ bằng lửa màu xám cho. Mặc dù mặc vũ rất nhanh, nhưng tốc độ của ngũ sắc tinh thạch còn nhanh hơn, mơ hồ một cái liền đuổi theo. ầm ầm, tinh thạch đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn ngũ sắc điện quang trói mắt vô cùng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân thể mặc vũ. Một cỗ khí tức lôi bạo vô cùng bạo ngược từ ngũ sắc điện quang tán phát ra, mãnh liệt gấp 10 lần đan kiếp lúc trước hư không chung quanh ngũ sắc lôi quang điên cuồng vặn vẹo thậm chí hiện ra từng đường vân màu đen tựa hồ muốn vỡ vụn ra từng tia chớp ngũ sắc bắn tung tóe ra xung quanh những nơi nó đi qua hư không run rẩy đám người hàn lập thấy tình thế không ổn vội vàng bay ngược ra tránh né thối lui đến khoảng không ở bên ngoài đại điện bên trong ngũ sắc quang mang chói mắt thân hình mặc vũ giống như biến mất hoàn toàn một chút dấu vết cũng không còn thấy tình hình này trên mặt công thâu cửu hiện lên nét cười. Đám người Hàn Lập thấy thế, thân sắc khẽ biến. Nếu Mạc Vũ thật sự bị thua, lúc đó tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ không ổn. Ngũ sắc điện quang lóa mắt lập lè vài cái, nhanh chóng phiêu tán. Nét tươi cười của công thâu cửu trượt cứng đờ, sau khi ngũ sắc lôi quang biến mất, hiện ra một quang đoàn màu xám, cao cỡ một người, phía trên quấn quanh từng đạo hôi khí nồng đậm, gần như thành màu đen. Quang đoàn màu xám hơi quay cuồng một chút, phiêu tán ra hai bên, lộ ra thân ảnh Mạc Vũ, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng những bộ phận khác trên người đều hoàn hảo, thậm chí quần áo và trang sức cũng không bị hao tổn gì. Ngươi là hồi tiên, làm sao có thể may mắn sống sót trong thiên phạt thần lôi được, cái này. Điều đó không có khả năng, công thâu cử dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn mặc vũ, nói chuyện hơi cả lăm. Không thể tưởng được là trong tay ngươi có thiên phạt lôi thạch, đáng tiếc còn kém một chút, còn giết không được ta. Mặc vũ lắc đầu, có chút đáng tiếc nói ra, bỗng nhiên công thâu cử quay người, hóa thành một đạo bạch quang mơ hồ phóng về phía cửa đại điện ái già chớ vội đi a à, đánh tiếp một lát lão phu chính là người thủ tín mặc vũ quát to một tiếng tay phải vung lên bang một tiếng cánh tay trái của lão vỡ vụn ra hóa thành một đoàn hôi quang nồng đập lóe lên một cái hóa thành một sợi xiềng xích màu xám bắn ra lóe lên chui vào hư không sau một khắc hư không quanh công thâu cửu lóe lên xiềng xích màu xám hiện ra trói thân thể y lại hôi quang trên thân mặc vũ đại phóng Quét tán ra xung quanh, trong nháy mắt hình thành một cái linh vực màu xám, trong đó cuồn cuộn vô số bóng xám. Trong miệng lão nói lẩm bẩm, bóng xám bên trong linh vực tụ tập cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu rồng màu xám thật lớn. Trên đầu rồng này được phủ kín phù văn màu đen, lan ra một cỗ khí tức âm hàn đáng sợ, càng ngày càng mạnh. Lúc đầu rồng hiện ra, trong nháy mắt đám người Hàn Lập chợt cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, xương tủy của bọn họ dường như bị từng cỗ khí tức âm hàn đông cứng lại, hào quang hộ thể quanh người cũng không thể chống lại cỗ khí tức âm hàn này, bọn hắn vội vàng lùi ra xa chút nữa. Công thâu cửu nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc sắc mặt khó coi, gầm nhẹ một tiếng, trên người hiện ra một tầng bạch quang trói mắt, bạch sắc hỏa diễm lập tức cháy hừng hực bao quanh người y. Mỗi đoàn bạch sắc hỏa hiểm đều tản mát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, ra sức thiêu đốt xiềng xích màu xám, đồng thời chính y cũng ra sức dẫy dụa. Xiềng xích màu xám lập tức rung động chi, chi, nhanh chóng biến hóa, nhìn thấy bị lỏng ra một chút bất quá giờ phút này, Mạc Vũ đã hoàn thành thi pháp. Đầu rồng màu xám đã ngưng tụ thành, lớn chừng cái cung điện, phải xám che kín thân, hàn quan lóng lánh, hai mắt to lớn nhìn về phía công thân cửu, trong hai hốc mắt bập bùng hai ngọn lửa màu xám. Giống, một tiếng gào thét cực lớn phát ra từ đầu rồng màu xám, miệng rồng há lớn, một cột sáng màu xám bắn ra, đánh lên thân công thâu cửu. Hồi quang phát ra vô cùng chói mắt, giống như mặt trời màu xám bạo liệt ra vậy, làm cho tất cả mọi người không thể mở mắt, một hồi lâu hôi quang trói mắt mới ảm đạm đi. Hàn lập nhìn qua, lập tức sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy lúc này công thâu cửu bị đánh bay đập lên vách tòa phế điện, thân thể y gần như bị khảm lên vách đá, quần áo toàn thân rách nát, tóc tai bù xù, rõ ràng đã bị trọng thương. Cứ như thế này, chật chật, thật sự là không ra đánh đấm. Được rồi, không chơi với người nữa, mặc vũ lẩm bẩm trong miệng, tay bấm niệm pháp quyết. hôi quang trói mắt lại xuất hiện trong miệng đầu rồng màu xám, một cỗ khí thức hung bạo khổng lồ lại lan ra lần nữa. Công thâu cửu hoảng hốt, trên người lóe lên bạch quang, từ vách tường bắn ra, bất chấp thương thế trên người, vung tay bấm niệm pháp quyết. Một lá cờ nhỏ màu trắng cùng một khối lệnh bài màu vàng bắn ra, nhanh chóng xoay tròn quanh thân thể y, biến ảo thành hai quang cháo, một trắng một vàng, bao bọc thân thể y vào bên trong. Đúng lúc này, lông mày mặc vũ trợt nhíu một cái, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, thân thể run dày. Hồi quang trên người lão chợt lóe lên, linh vực màu xám cũng chấn động kịch liệt theo. Âm một tiếng trầm vang, đầu tiên đầu rồng màu xám tan vỡ ra, hóa thành mảng lớn hôi quang, sau đó toàn bộ linh vực cũng lóe lên biến mất. Công thâu cửu khẽ giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng, bạch quang trên người đại phóng, phóng về phía xa xa. Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên, một bóng người vô cùng nhanh chóng xuất hiện ở phía trước, ngăn cản công thâu cửu, đúng là hàn lập. Hàn lập nhìn công thâu cửu nhếch miệng cười cười, kim quang trên người đại phóng, Chân ngôn Bảo Luân hiện ra, cấp tốc xoay tròn, mặt ngoài có mấy trăm đoàn kim quang đạo văn lưu chuyển liên tục. Từ phía trên bắn ra vô số gợn sóng màu vàng, ngưng tụ thành một khu vực gợn sóng màu vàng, rộng chừng trăm trượng, bao phủ luôn công thân cửu vào trong. Bị gợn sóng màu vàng bao phủ, lập tức công thân cửu bị đình trệ trong đó, không thể động đậy. Hàn Lập Dương một tay lên, một thanh phi kiếm màu xanh bắn ra, hóa thành một chuôi thanh sắc cửa kiếm to khoảng 10 trượng, trên thân kiếm hiện ra từng đạo lôi điện màu vàng to lớn lập tức tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ cuồng bạo hàn quang trong mắt hắn lóe lên trong tay bấm niệm pháp quyết phung lên trên thanh sắc cửa kiếm lóe lên điện quang cửa kiếm nhoáng lên một cái xuất hiện ở trước người công thâu cửu trùng trùng điệp điệp phách chảm xuống bị công thâu cửu biết được bí mật là thành viên luân hồi điện còn có sự tình mặc vũ nếu để cho y chạy thoát chỉ sợ sau này hắn vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh sẽ bị thiên đình chóc nã bất kể ngày đêm lúc trước hắn từng suy đoán trước thời gian pháp tắc là một trong tam đại trí tôn pháp tắc, cho dù là Thái Ất Ngọc Tiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng lúc trước, hắn lại không có cơ hội tiếp cận công thâu cửu, tuy nhiên lúc này trời đã ban cho hắn một cơ hội tốt. Nghịch tặc lớn mật, còn không ngừng tay, lúc đại chiến vừa rồi, tuyệt oanh tránh né ra phía xa, bây giờ nhìn thấy cảnh này, nàng phóng tới như điện, trong miệng hô lớn. Sự tình phát triển đến hiện tại, rõ ràng khác xa so với những gì nàng ta tưởng tượng lúc trước nhưng mà một gã kim tiên trung kỳ lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nàng tự nhiên không cho phép